Bữa nay thì chúng ta sẽ qua một cái phần tiếp theo về cái việc xử lý dữ liệu trên hệ thống tập tin. Thì chúng ta đã học cái cách làm chung trên Net Framework rồi. Và cái buổi trước thì chúng ta đã thấy cách chúng ta làm việc với cái file văn bản. Trong đó quan trọng là cái việc xử lý cái bản mã. Thì bữa nay tôi sẽ minh họa cái việc xử lý dữ liệu trên một cái loại tập tin nhị phân. Đó là cái tập tin hình ảnh, những cái loại tập tin mà không phải văn bản thì chúng ta gọi chung đó là tập tin nhị phân. Tập tin nhị phân thì nó chứa rất là nhiều cái dạng thức dữ liệu khác nhau, ngoại trừ cái văn bản, ngoại trừ cái văn bản thì kể cả cái file Word hay là một số cái file văn bản khác, nhưng mà trong đó có chứa những cái thông tin định dạng hay là những cái đối tượng khác như bảng biểu vân vân, thì đó cũng là những cái dạng thức file nhị phân. Thì chúng ta có một cái dạng thức file nhị phân có thể nói là thường gặp nhất, đó là cái file hình ảnh, cùng với một cái dạng nữa đó là cái file âm thanh, thì một cái dạng kết hợp của nó đó là cái file video, cái dạng thức video, tức là vừa có hình ảnh vừa có âm thanh. Thì cơ bản cái cách xử lý nó dĩ nhiên rồi phải phụ thuộc vào cái định dạng hay là cách thức tổ chức của cái dữ liệu nhị phân đó. Thì trong cái vấn đề này, tức là cái định dạng của cái file nhị phân hay là cách thức tổ chức dữ liệu của cái những cái file nhị phân thì nó thay đổi rất là nhiều, nó không có giống như cái file văn bản ha. Bởi vì cái văn bản dù sao nó cũng đơn giản. Thì tùy theo cái dạng thức dữ liệu thì chúng ta sẽ có những cái định dạng hay là những cái cách thức hay là những cái format khác nhau cho cái dữ liệu. Cái cách thức chúng ta làm việc chung với cái file nhị phân thì chúng ta đã được tìm hiểu trong cái slide này, trong cái bài tương ứng rồi. Thì bữa nay coi như là một cái phần ví dụ cụ thể cho một cái dạng thức file nhị phân. Cái tài liệu mô tả cái dạng thức file bitmap này, cái đuôi của cái file bitmap nó hay để là PNG, cho nên là chúng ta nó tắt luôn là cái dạng file PNG. Thì có rất là nhiều cái tài liệu mô tả, có những cái tài liệu chuẩn chính thức cũng như là không có chính thức vân vân. Thì ở đây thì nói chung cái dạng thức file này nó khá là cũ kỹ và rất là phổ biến ha. Cho nên thì chúng ta có thể dùng rất là nhiều cái tài liệu để có thể tham khảo cái này. Thì ở đây thì để cho tiện tôi sẽ dùng cái này thôi. Nhưng mà đây chưa phải là một cái tài liệu chuẩn nhưng mà nó đủ cho chúng ta làm những cái thao tác cơ bản trên cái dạng thức file này. Thì mọi người cũng nên coi thêm cái tài liệu này ở nhà và chúng ta cũng vậy, giống như tôi ở đây, tôi sẽ vừa được tham khảo vừa vừa thực hành hay là vừa làm trên trên máy cho chúng ta xem. Mọi người ở nhà cũng vậy, và dĩ nhiên chúng ta có thể coi thêm những cái tài liệu khác. Thì đây là một cái dạng file nhị phân để chứa hình ảnh, thì cái hình ảnh ở đây nó gọi là cái hình ảnh raster chứ không phải là vector. Thì liên quan đến hình ảnh thì chúng ta có hai dạng thức, hai cái kiểu chính, đó là những cái ảnh raster và những cái ảnh vector. Thì những cái ảnh vector
Thì ví dụ như chúng ta dùng những cái phần mềm đồ họa như là Illustrator, vân vân, thì chúng ta sẽ tạo được những cái hình ảnh dạng thức vector. Thì trong đó ví dụ một cái đường tròn chẳng hạn, thì nó sẽ được mô tả bằng một cái phương trình toán. Rồi những cái đối tượng hình học khác vân vân, thì nói chung nó được mô tả bằng cái phương trình toán. Và như vậy cái file hình ảnh tương ứng nó sẽ là cái file chứa dữ liệu của những cái đối tượng đó, những cái đối tượng đồ họa đó. Còn trong cái ảnh raster thì rất đơn giản. Cái hình ảnh của chúng ta nó là một cái bảng chữ nhật, nghĩa là hình ảnh hai chiều á, 2D. Trên cái bảng đó tùy theo cái độ phân giải nhiều hay ít, chúng ta sẽ có cái ô lưới, một cái dải ô lưới trên đó. Một cái ô trong cái dải ô lưới trong cái hình chữ nhật đó, chúng ta gọi nó là một cái pixel, và nó mang một cái giá trị màu, mang một cái giá trị màu. Thì nói nôm na một cái hình ảnh raster nó là một cái hình ảnh được tạo lên từ các chấm điểm hai các chấm điểm. Thì để dễ hình dung nhất thì chúng ta tưởng tượng chúng ta có một cái dải lưới hình chữ nhật hai chiều, và trên đó thì chúng ta cứ đổ màu vào trong từng ô trong đó, đổ màu vào. Chúng ta có nhiều cái kiểu màu khác nhau, chúng ta sẽ nói sau ha. Rồi chúng ta có ví dụ đổ màu vàng và màu đỏ vào ô này, ô kia, vân vân. Thì đổ hết tất cả các ô trong cái ô lưới cái hình chữ nhật đó thì chúng ta được một cái hình ảnh dạng raster. Ví dụ cái hình tròn chẳng hạn, vậy thì cái nền của nó màu trắng, rồi cái đường tròn chúng ta ví dụ màu đen chẳng hạn, vậy thì cái nền những cái ô pixel ứng với cái nền thì chúng ta đổ màu trắng vào, và những cái pixel nào mà nằm ngay trên cái đường tròn thì chúng ta sẽ đổ ví dụ màu đen vào chẳng hạn, ứng với cái màu của cái đường tròn đó, vân vân. Thì rõ ràng cái dạng thức ảnh bitmap á, nó có nhiều cái nhược điểm so với cái vector, và một trong những cái dễ thấy nhất đó là cái phụ thuộc vào cái độ phân giải, và nó không có cái khả năng, nói nôm na là khi chúng ta co giãn nó sẽ bị vỡ, bị vỡ. Giống như chúng ta có một cái bức hình nhỏ quá, rồi chúng ta đem in ra, hay là chúng ta rửa trong một cái phim có kích thước rất là lớn, thì chúng ta thấy cái hình chúng ta nó sẽ bị vỡ. Trong khi đó thì những cái bức hình vector thì do dùng những cái phương trình toán trên đó, thì chúng ta có thể ví dụ áp dụng một cái phép thu phóng trên đó, và tất cả các đối tượng đều thu phóng theo cái tỷ lệ tốt, và chúng ta có một cái bức hình mới ở một cái kích thước mới mà không có bị vỡ. Hay là cái ảnh bitmap thì thường kích thước nó nặng hơn. Lý do ví dụ chúng ta có trong vector chẳng hạn, một cái hình ảnh của một cái đường tròn thì chúng ta chỉ cần lưu trữ cái phương trình của đường tròn đó thôi. Ví dụ x bình cộng y bình bằng 1 chẳng hạn, cái phương trình của đường tròn. Hay nói khác, chúng ta chỉ cần biết rằng đó là một cái hình tròn có bán kính bao nhiêu đó chẳng hạn, và cái tâm tâm tại vị trí nào. Trong khi đó ảnh raster thì chúng ta phải lưu trữ tất cả màu của tất cả các ô lưới hay tất cả các pixel đó. Thì cái tùy theo một cái màu chúng ta lưu trữ bao nhiêu. Ví dụ chúng ta dùng màu 24 bit chẳng hạn, nghĩa là một cái màu thì biểu diễn bằng 24 bit. Hay nói khác là một pixel thì như vậy tốn 24 bit lưu trữ. Thì chúng ta nhân thêm cho kích thước chiều ngang chiều rộng của cái bức hình đó thì chúng ta có một cái con số thường rất là lớn ha, ví dụ máy mê chẳng hạn. Đó là cái nhược điểm thứ hai. Nhưng mà một cái ưu điểm của cái hình ảnh mở dạng raster đó là thường nó cho một cái tốc độ hiển thị nó nhanh hơn nhiều, hay là trong in ấn cũng vậy còn là những cái ảnh vector chúng ta phải cắt xuất ra ảnh
raster là chúng ta mới có thể hiển thị hay là in ấn vân vân. Thì cái trang này có giới thiệu sơ về cái định dạng file này. Thì đây là một cái dạng thức file để chứa hình ảnh raster 2D phổ biến trên hệ điều hành Windows. Và cái dạng thức file này thì nó chứa đủ dữ liệu ha, nó chứa đủ dữ liệu. Hay nó khác trong những cái dạng thức file của cùng một cái bức hình. Chúng ta có nhiều dạng thức khác. À, ví dụ như là file PNG, là file JPEG vân vân cũng dùng để lưu trữ một cái hình. À, thì trong tất cả những cái dạng thức file khác nhau cho cùng một cái hình ảnh, thì cái dạng thức PNG này là dạng chứa đầy đủ thông tin nhất, ha, nó không có mất cái thông tin màu nào cả. Cho nên nó sẽ là nặng nhất, nó nặng nhất nhưng mà nó cho cái chất lượng ảnh là tốt nhất. Ha. À, chúng ta có một số cái dạng thức file nén khác, tuy nhiên thì cái chất lượng như vậy nó sẽ kém đi, bù lại thì cái dung lượng nó sẽ nhẹ lại. À, nhưng mà vấn đề đối với lại cái file bitmap mà tôi chọn giới thiệu ở đây, bởi vì cái việc xử lý nó có thể nói là đơn giản hơn những dạng thức khác, nhất là những dạng thức file nén. À, đối với những dạng thức file nén thì cái cách tổ chức của nó phức tạp hơn nhiều. À, đó là cái lý do mà chúng ta sẽ tìm hiểu và chúng ta làm thử trên nó, bởi vì cái dạng thức này khá đơn giản. À, nhưng mà nói chung thì những cái dạng thức khác không chỉ cho cái file hình ảnh mà ví dụ như âm thanh vân vân hay là file video vân vân, thì cái cách thức tổ chức nó cũng khá giống ở đây. À, nó có vài cái điều cái điểm cốt lõi mà chúng ta có thể vận dụng cho những cái dạng thức file khác. Cái hình ảnh này cho thấy cái việc bố trí dữ liệu, hay nói cách khác là cái định dạng của cái file bitmap này. Thì chúng ta thấy có một vài cái vùng, một vài cái đoạn dữ liệu, một vài cái segment khác nhau trong cái file. Thì chúng ta tưởng tượng chúng ta có một cái file dài từ đầu đến đuôi như thế này. À, thì nguyên tắc dữ liệu trên đó là một dải bay thôi, một dải bay, nhưng mà một vài cái bay đầu nó tạo thành một cái đoạn có cái ý nghĩa nào đó, và sau đó là một dải bay tiếp theo có ý nghĩa gì đó, và dải bay nữa vân vân. Thì từng cái dải mang nghĩa như vậy chúng ta gọi là một cái đoạn ha, một cái đoạn. Rồi chúng ta sẽ giới thiệu nó từng đoạn và cái thông tin chỗ nào chúng ta là cốt lõi không? Dĩ nhiên trên đó có chứa nhiều thông tin, ha, chứa nhiều thông tin và một số thông tin thì tùy theo cái ứng dụng xử lý của chúng ta có thể không cần, hay một số nó lại là quan trọng đối với chúng ta. Ha. Thì chúng ta sẽ làm việc với cái file này, cho nên thì chúng ta có lẽ sẽ tìm một vài cái file bitmap trên máy để chúng ta sẽ minh họa trên đó. Cái phần mềm mà có lẽ là đơn giản nhất và có lẽ cũng là tốt nhất nếu chúng ta chỉ muốn làm việc ở mức cơ bản với lại cái file bitmap thôi, đó là cái phần mềm này, Microsoft Paint. Đây chúng ta thấy ha, cái phần mềm Microsoft Paint này cho phép chúng ta tạo ra những cái hình ảnh raster 2D. Ha, thì rõ ràng chúng ta thấy này, mặt trừu tượng thì nó là một cái bản vẽ. Ha, toàn bộ cái hình ảnh chúng ta nó được nằm trong một cái bản vẽ như thế này. À, trước hết nó là một cái khối chữ nhật, ha, một cái hình chữ nhật. Và trên này thì nó sẽ chia lưới ở trên đó. Ha, thì lưới trên này thì một cái ô trong đó nó là một cái pixel, một ô trong này là một cái pixel. Thì nguyên tắc lưu trữ cũng như tạo hình ảnh của những cái này nó đơn giản, đó là chúng ta sẽ đổ màu vào từng ô. À, ví dụ ô này màu này,
Tôi sẽ tạo một cái ảnh bitmap có kích thước ví dụ như là 20 20 ha, chiều rộng và 10 theo chiều cao chẳng hạn, 10 theo chiều cao, để làm những cái kích thước nhỏ như thế này thì thực tế bức hình chúng ta nó rất là nhỏ ha. Kích thước như thế này thì cũng quá nhỏ. Tuy nhiên thì để chúng ta dễ theo dõi cái việc xử lý ha, thì như vậy chúng ta có một cái bức hình bitmap, một cái ảnh bitmap có chiều rộng là 20 pixel và chiều cao là 10 pixel. Và như vậy dĩ nhiên nó rất nhỏ, thì ở đây tôi sẽ zoom hết cỡ lên ha, tôi sẽ zoom hết cỡ. Thì đây chúng ta thấy và tôi bật cái chức năng xem lưới này là để chúng ta dễ hình dung thôi. Còn lại thì đương nhiên rồi, một cái ảnh bitmap mà chiều rộng 20 và chiều cao là 10 pixel như thế này thì nó sẽ là tập hợp các ô và chúng ta có chiều cao là 10, cho nên chúng ta sẽ có 10 dòng, chúng ta có 10 dòng và chiều rộng là 20 thì chúng ta có 20 cột trên đó. Thì đây chúng ta xem nó như là một cái ô lưới 20, 10 nhân 20. Thì trên đó chúng ta sẽ đổ màu vào trong các pixel. Thì một pixel nó là đơn vị của cái ảnh bitmap, tức là màu một pixel thì chỉ có thể có duy nhất một cái màu thôi. Đó là cái đơn vị nhỏ nhất rồi. Thì chỗ đó pixel đó chúng ta đổ màu gì vào thôi. Ví dụ ở đây tôi có màu đỏ ở đây, màu đỏ ở đây. Để đảm bảo ha thì tôi sẽ dùng một cái màu cho nó thuần khiết một xíu. Đây chúng ta có một cái màu đỏ. Tôi dùng cái màu đỏ này nè nha. Ở đây tôi vô cái màu này đi. Tôi có cái màu đỏ này. Tôi chấm nó vào trong cái ô đầu tiên này. Đây thì thực tế như vậy tôi có tất cả các ô trong cái hàng đầu tiên á, tôi bôi màu đỏ hết. Thì đối với ảnh bitmap thì đơn giản là chúng ta có các pixel trên hàng đó đều có cùng một cái màu đỏ. Nhưng mà về mặt trực quan vân vân thì chúng ta có thể liên tưởng nó lại thành một cái đường, lại một cái line. Cái chuyện đó là cái chuyện của chúng ta. Tức là chúng ta nhìn bức hình đó chúng ta thấy nó thế nào, đó là chuyện của chúng ta. Còn lại rất đơn giản ở dưới máy ha, trên máy thì chúng ta có một cái bức hình bitmap, trong đó có cái dòng đầu tiên, thì tất cả các ô trên cái dòng đó hay là tất cả các pixel trên dòng đó đều có cùng một cái thuộc tính màu là màu đỏ ha. Rồi ví dụ cái dòng tiếp theo của chúng ta, hay là tôi lấy cái dòng cuối đi. Ở đây cũng vậy, để đảm bảo cái màu nó thuần khiết ha, chúng ta dễ phân tích chúng ta sẽ nói thêm cái chuyện đó. Thì đây tôi chọn một cái màu nó thuần khiết hơn. Hạn đây là một cái đường màu xanh. Còn lại những cái ô chúng ta không tô thì nó là màu trắng, nó là màu trắng. Thì về cái màu này chúng ta sẽ tiếp tục nói sau. Bây giờ tôi lưu trữ nó lại. Thằng này có khả năng lưu trữ thành nhiều dạng thức khác nhau, chúng ta lưu trữ nó thành bitmap ha. Thì đối với lại cái dạng thức ảnh bitmap nó cũng có nhiều cái lựa chọn khác nhau. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái dạng là 24 bit. 24 bit chúng ta sẽ nói cái này nghĩa là gì sau ha. Ở đây chúng ta thấy có nhiều kiểu này, thì trong đó chúng ta sẽ chọn 24 bit bitmap và chúng ta lưu ở ổ đĩa D chẳng hạn để cho dễ xử lý. Thì tôi tạm gọi nó là bitmap
một chẳng hạn. Rồi, chúng ta có cái típ mé một ở đây ha. Kích thước của nó là 20 nhân cho 10, tức là chiều rộng là 20 và chiều cao là 10 pixel. À, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái chương trình để xử lý cái dạng thức ảnh bitmap đó. Thì trước hết chúng ta sẽ phải làm sao nó đọc được nó vào ha, đọc được nó vào. Chúng ta dùng cái ngôn ngữ C sharp bởi vì chúng ta sẽ dùng cái net framework để đọc ghi cái file nhị phân. Thì chúng ta có thể dùng cái chương trình console đây ha. Tên nó là PMP chẳng hạn. Tuy nhiên rồi, chúng ta phải thêm cái name file này vào system.io. Tuy cần đọc cái file bitmap nói chung và cái file khi nãy của chúng ta nó riêng ha, thì chúng ta cần tạo một cái file stream. Chúng ta đưa vào cái đường dẫn của cái file chúng ta cần xử lý. Chúng ta có thể cho người ta nhập vào hay cái gì đó thì sẽ khi chúng ta hoàn thành cái chương trình ha. Đây tôi sẽ xử lý cái file bitmap một PMP đó. Cái đuôi mặc định của cái file này đó là PMP ha. Ở đây không thấy cái chuyện đó nhưng mà mặc định nó như vậy. Rồi cho nên nhớ là cái đặt cái tên thì chúng ta phải gõ cái đuôi file nữa, nếu không thì cái tên của chúng ta nó không phải là cái file đó và nó không có tìm thấy cái file. Chúng ta có thể dùng cái này để dễ dàng hơn ha, file open. Hoặc là thậm chí là open read ha, open read. Ta tạo một cái binary reader. Rồi, chúng ta đóng lại, chúng ta sẽ xử lý ở giữa. Nhưng mà có lẽ cái chuyện này chúng ta sẽ không viết nó vào trong một cái comment như thế này nữa. Tôi sẽ tổ chức cho nó hướng đối tượng hơn một xíu ha, nó bài bản hơn. Lý do là cái ứng dụng này của chúng ta nó đã phức tạp hơn cái xử lý văn bản của cái bài trước. Ha. Thì mặc dù chúng ta không có minh họa cái việc lập trình hướng đối tượng ở đây, nhưng mà rõ ràng cái việc tổ chức nó hết vào trong này thì nó làm cho cái code chúng ta nó rối nha. Cho nên thì tôi sẽ tạo một cái lớp gọi là bitmap. Cái lớp này để bọc hay là để cung cấp những cái chức năng làm việc với một cái file PMP à, thì chúng ta đóng gói hết đấy vào trong này thì như vậy nó sẽ không có rối ha, nó đỡ rối hơn. Thì cái thằng bitmap này như vậy nó cung cấp một cái constructor ha, constructor
Thì để mà mở cái file nó lên thì chúng ta sẽ viết cái thao tác đọc file đó trong cái constructor này. Vậy thì khi chúng ta tạo một cái bitmap thì chúng ta phải có cái tên file. À, thì cái chức năng đọc file tôi sẽ đóng lại ở đây. Tôi sẽ để vào đây. À, tuy nhiên thì thường thường á, thì người ta cũng ít khi làm cái chuyện như thế này. Lý do là cái việc mở đọc cái file lên nó sẽ hơi hơi tốn kém. Nó tốn kém mà chúng ta làm việc với IO mà. Nhất là cái file của chúng ta thường nó cũng khá nặng. Chúng ta đọc vào trong bộ nhớ vân vân thì nó sẽ chiếm bộ nhớ. Cho nên thì đôi khi người ta sẽ tạo một cái đối tượng bitmap nhưng mà người ta chưa muốn làm gì trên đó. Cho nên cái thao tác mà đọc cái ảnh đó chúng ta có thể để trong một cái là open ha, cái phương thức open. Còn cái bitmap này, cái constructor này chúng ta sẽ chỉ để khởi động một vài cái thành phần của cái lớp này thôi. Chúng ta sẽ bổ sung từ từ. Thì cái open này dự định của chúng ta. Là mở và nạp cái dữ liệu ha, từ trong cái file có cái tên tương ứng vào trong cái bộ nhớ trong. Trong bộ nhớ trong để chúng ta xử lý cái ảnh bitmap đó. Và chúng ta sẽ trả về một cái giá trị luận lý cho biết là cái thao tác đọc này nó có thành công hay không. Thao tác đọc này có thành công hay không thì ở đây tôi mặc định sẽ trả về true. Còn nếu mà ở đây chúng ta đọc và chúng ta xử lý có cái vấn đề gì đó thì chúng ta sẽ trả về false để báo là đọc không thành công. Cho nên ví dụ chúng ta try catch chỗ này. Và chúng ta sẽ return false ha. Thì có bất kỳ cái lỗi nhập xuất nào, ví dụ cái người dùng không truyền đúng tên file hay là file đó không đọc được hay gì đó thì cái ngoại lệ truy cập error có thể phát sinh và chúng ta return false báo là để cho biết là cái thao tác open này không có thành công ha. Còn lại nếu mà mọi thứ em xui hết thì chúng ta sẽ return true để nói rằng chúng ta mở và nạp cái file vào trong bộ nhớ trong thành công. Rồi thì ở trên này chúng ta sử dụng ha, cái lớp làm main trên này thì chúng ta sẽ sử dụng cái bitmap và cái tạo cái đối tượng của bitmap. Thì đây chúng ta mở cái file khi nãy để bitmap1 và nếu mở thành công thì chúng ta mới làm tiếp cái chuyện gì đó đây. Còn không thì có thể mọi người báo ra là open file hả? Không thể mở cái file đó. Rồi cái khung của chúng ta tạm thời bây giờ nó như vậy ha, hàm men chúng ta chỉ vận dụng cái lớp dưới này thôi và bây giờ trước hết chúng ta cung cấp cái chức năng mở
tương ứng với cái việc chúng ta nạp dữ liệu từ trong cái bộ nhớ ngoài, trên cái file bitmap có cái tên file name vào bên trong bộ nhớ trong, à, vào trong bộ nhớ trong. Thì cái công việc đầu tiên của chúng ta ở đây sẽ đầu tiên là kiểm tra để đảm bảo rằng cái file mà người dùng đưa cho đó, hay là cái file mà cần open đó, nó phải là một cái file bitmap, nó phải là file bitmap. À vậy thì làm sao biết được cái file mà người ta đưa cho đó, hay là cái file chúng ta cần mở đó là có phải là file bitmap hay không? À thì một cái manh mối nó đến từ cái quy ước mà chúng ta đã nói lúc trước, đó là các file thì nó đều có một cái đuôi, cái phần mở rộng. À, thì cái file này nó là bitmap1.bmp. Vậy thì cái chữ BMP đó là một cái gợi ý rằng cái file này nội dung bên trong của nó sẽ là một cái ảnh bitmap, hay nói khác là nó có định dạng bitmap. À, tuy nhiên cái manh mối đó rất là dễ bị đánh lừa. Ví dụ đôi khi người ta quên quên đặt cái phần mở rộng, hay là người ta đặt một cái phần mở rộng khác chẳng hạn. Thì dĩ nhiên khi người ta không có đặt phần mở rộng hay là một cái phần mở rộng khác cái chữ BMP thì dữ liệu trong đó nó vẫn vẫn là ảnh bitmap, nó vẫn tổ chức thành ảnh bitmap, thì khi đó nó vẫn là một cái file ảnh bitmap. Cho nên cái đuôi file đó nó chỉ là cái manh mối cho hệ điều hành nó làm nhanh thôi. Cái chuyện này chúng ta đã biết rồi, thì chúng ta phải đi vào trong cái nội dung của cái file đó, hay nói cách khác là bên trong dữ liệu đó nó sẽ cho biết đó có phải là file bitmap hay không. Vậy thì một cái manh mối sâu hơn tiếp theo đó là chúng ta sẽ lấy cái thông tin trong cái dữ liệu, thông cái dữ liệu thì trong cái file bitmap nó sẽ dành ra ở đây 14 14, chúng ta đã nói rồi toàn bộ cái file đó là một dải byte và nó sẽ gom lại thành những cái đoạn. Thì chúng ta thấy nó có nhiều cái đoạn ở đây, nó có bitmap file header, db header, rồi color table, rồi pixel array, vân vân, có nhiều đoạn như vậy. Thì cái đoạn đầu tiên á, nó là bitmap file header, chẳng qua là người ta đặt tên cho cái đoạn đó. Ý nghĩa của nó là gì? Nó chứa những cái thông tin quan trọng cho cái file bitmap, thông tin chung thì nó nằm ở đầu tiên, và kích thước của nó là 14 byte, tức là 14 byte đầu tiên trong cái file bitmap nó sẽ là bitmap file header. Đây một cái hình ảnh chung ở đây thì chúng ta thấy nó trong 14 file đó nó sẽ có lại chia nhỏ ra, lại chia nhỏ ra một những cái bài nào chứa cái thông tin gì. Vậy thì chúng ta sẽ đi xuống cái phần bitmap file header. Thì bitmap file header này nó là 14 byte. Thì chúng ta thấy cái offset không nghĩa là vị trí từ vị trí 0 mà kích thước là 2, nghĩa là 2 byte bắt đầu từ vị trí 0, thì nó có cái mục đích lưu trữ này. Thì chúng ta thấy 2 byte đầu tiên của cái bitmap header này nó cũng chính là cái 2 byte đầu tiên của cái file bitmap. Nó sẽ lưu trữ cái ký hiệu là PM. Ký hiệu là PM. Nó là hai ký tự, ký tự P và ký tự M thôi. Thì mục đích là để báo cho biết là đây là cái file bitmap. Thì cái thông tin này nó chứa bên trong nội dung, cho nên người dùng người ta không có đổi theo cái kiểu thông thường là đổi cái đuôi file được. Thì cái này nó cũng giống như cái cách mà cái file Unicode nó đánh dấu, nó dùng cái FFFE bữa trước chúng ta đã biết, dùng 2 byte đầu để đánh dấu là nội dung theo sau sẽ theo cái định dạng nào đó. Thì ở đây cũng vậy, và hai cái chữ hay là hai cái byte đó là mã ASCII của ký tự P và M. Ký tự P và M. Thì chúng ta có thể dùng cái WinHack để chúng ta kiểm tra thử nha. Cái bữa trước chúng ta tôi cũng đã giới thiệu cái phần mềm rồi, thì nó là một cái phần mềm giúp chúng ta xem cái nội dung của cái file rất là tốt. Thì tôi open cái
Tôi mở Quy Hát nè và open cái tập tin bitmap này. À thì chúng ta thấy hai byte đầu tiên nè. Offset 0 ha, và hai byte đầu tiên. Chúng ta thấy nó tạo thành hai ký tự là PM, mã ASCII của chữ B là 42 theo cái số 16 ha, và chữ M là 4D. Hay như vậy cái manh mối đầu tiên của chúng ta là hai cái byte này, thì chúng ta cần đọc hai cái byte đó, cần đọc hai cái byte đó. Thì tuy nhiên thì một cái quy tắc chung khi chúng ta làm việc với cái file mà có kích thước lớn đó là chúng ta tránh đọc lắt nhắt, chúng ta tránh đọc lắt nhắt từng bài. Tôi có thể đọc từng bài, nhưng mà nếu chúng ta đọc từng bài, tức là tôi đọc từng bài trong cái bộ nhớ ngoài, tôi đưa vào trong bộ nhớ trong, tôi đưa vào biến nào đó rồi tôi lại đọc bài tiếp theo tôi đưa vào trong, thì như vậy chúng ta tốn hai lần đọc file, mà cái thao tác đọc trên cái bộ nhớ ngoài nó rất là tốn kém. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta đọc thành từng đoạn ha. Chúng ta đọc nguyên đoạn vào trong cái bộ nhớ trong và chúng ta truy cập trong cái bộ nhớ trong thì nó sẽ nhanh hơn. Vậy thì một cách hợp lý chúng ta sẽ đọc nguyên cái bitmap header này, nó gồm 14 bài, nó gồm 14 bài ha. Chúng ta đọc nguyên cái đó nha. Vậy thì ở đây trong cái class bitmap này chúng ta sẽ dành ra một cái phần ha, để chứa cái thông tin cái bộ nhớ trong của chúng ta này. Đó là một dãy byte, chúng ta gọi nó là bitmap header. Cái này là sẽ để trong bộ nhớ trong. Thì thao tác open của chúng ta bây giờ như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ đọc 14 bài vào trong cái bitmap header này ha. Thì cái thao tác đọc 14 bài vừa trước chúng ta biết cách rồi. Chúng ta sẽ dùng cái reader và chúng ta dùng cái reach by. Chúng ta đưa vào con số. Con số đây là 14. Và chúng ta gắn nó vào bitmap header. Thì để tránh nó hơi dông dài thì bitmap tôi sẽ thay bằng PMB ha, chữ PMB header. À, với một cái file thông thường nhiều khi nó sẽ không có đọc hết được cái này, cho nên chúng ta phải đảm bảo trước hết là nó đủ 14 bài. Hay nói cách khác là một cái file mà dưới 14 bài thì chắc chắn nó không thể là file bitmap được. À, bởi vì đã là bitmap thì ít nhất nó phải có một cái đoạn bitmap header và đoạn này đúng 14 bài. Ngoài ra có những cái đoạn khác nữa chúng ta nói. Và chúng ta đảm bảo phải đảm bảo là trước hết là cái thằng này đọc đọc được đủ 14 bài ha. Thì cái thằng read by này bản thân nó sẽ tôi cần kiểm tra là nó sẽ đọc và nếu mà nó không đủ thì thế nào nha. Ở đây tôi tra cứu cái thằng này một xíu. Rồi ở đây nếu mà không đủ thì nó vẫn trả về, nhưng mà nó sẽ không đủ 14 bài. Hay nói cách khác là trong trường hợp cái file chúng ta ít hơn 14 bài thì nó vẫn trả về dãy bài đọc được. Ví dụ file chúng ta có hai bài thôi thì nó trả về một dãy hai bài. À, thì như vậy chúng ta kiểm tra cái này. Như vậy cái PMP header của chúng ta cái len này mà nó nhỏ hơn 14 thì điều này có nghĩa là file này không phải là file bitmap. Tôi sẽ return false. À.
đi trên phone thì trên này chỗ này chúng ta đã nói khi nãy rồi, thì như vậy chỗ này sẽ có hai tình huống, hoặc là không mở được file, hoặc là cái file này không có hợp lệ. Ví dụ nó không phải là file bitmap chẳng hạn, thì cái thông điệp đó như vậy nó phù hợp hơn chỗ này. Rồi, nếu mà chúng ta đọc được 14 byte thì hai byte đầu tiên của nó phải là hai ký tự B và M. À, cho nên nếu mà hai ký tự đầu tiên đó PMB header này không mà nó khác cái ký tự B thì mã key của nó là 42, 42 ha, cho nên tôi dùng luôn cái mã chỗ này, nó khác 0x42, hoặc là cái ký tự thứ hai là ký tự một, à byte, đây là byte thứ một ha, chúng ta tính từ không, nó khác cái 4D. Thì cũng vậy chúng ta sẽ return. Nghĩa là khi chạy xuống đây được thì hai bài đầu đó nó phải là P và E ha, hai bài đầu đó là P rồi. Tôi chạy thử ha, tôi chạy thử thì ở đây trước hết trong này chúng ta sẽ làm được làm nhiều chuyện nữa, nhưng mà chúng ta sẽ báo ra là đọc thành công cái đã, dĩ nhiên là thành công cho đến cái bước chúng ta đang làm hiện giờ. File này là hợp lệ ha, là file này là hợp lệ. Rồi tôi chạy và chúng ta làm việc với cái file bitmap 1 PMB và chúng ta thấy đây báo ra là file valid, thì tới bây giờ là tốt ha, chúng ta đã xử lý được cái phần đó. Rồi ví dụ tôi lấy đại một cái file CSV2 này chẳng hạn, cái T đúng không? Thì cái file này nó không phải là một file bitmap. À, thì tôi mở thử cái file đó CSV2 TXT. À, vậy thì cái not open the file or the file not valid, thì trong trường hợp này cái file chúng ta nó có tồn tại mở bình thường nhưng mà cái file này không phải là file bitmap bởi vì nó không có hai ký tự đâu, không có hai ký tự đâu. Rồi cái câu chuyện tiếp theo đó là à, tôi có thể cố ý tạo một cái file mà có hai byte đầu tiên là chữ B và chữ M, nhưng mà sau đó nó lại không có định dạng của một cái file bitmap. Như vậy cái bước này vẫn coi như là một cái bước thử đầu tiên thôi. À, còn chúng ta nói cái file đó là file bitmap nếu nó theo đúng định dạng của một cái file bitmap thì chúng ta sẽ làm tiếp nữa. Rồi trong cái bitmap file header này, bitmap file header này nó còn chứa một cái trường hay là chứa một cái phần thông tin quan trọng. À, cái đó bắt đầu từ cái offset 10 à, và chiếm 4 bài. Chiếm 4 bài tức là 4 bài cuối của cái bitmap file header này. Đó là gì? Đó là cái offset đến cái đoạn bitmap pixel array. À, pixel array. Thì ở đây chúng ta một cái file bitmap nó có thể có nhiều cái segment, có một số cái segment, một số cái đoạn bắt buộc phải có, ví dụ cái bitmap file header này là cái đoạn đầu tiên mà kích thước cố định 14 mà phải có, rồi một số cái khác, à một cái số cái khác, thì cái tiếp theo sau đó nữa là cái db header, cái db là đây cũng chứa những một số cái thông tin quan trọng chúng ta cần lấy, rồi một số cái có thể không, và cái quan trọng nhất đó là cái pixel array. Đây là cái đoạn chứa màu của các pixel. À, đoạn chứa màu của các pixel. Vậy thì cái đoạn này chúng ta là cái thông tin quan trọng nhất thì chúng ta cần biết nó nằm ở đâu trong file. Bởi vì chúng ta thường không đọc hết, chúng ta có thể bỏ qua một số cái đoạn không quan trọng và như vậy chúng ta cần nhảy đến cái vị trí này trên file và đọc cái
cái đoạn pixel array này. À. Rồi thì trước hết chúng ta sẽ lấy cái thông tin đó, chúng ta gọi nó là pixel array offset. Sẽ để nó đây, thì đó là một con số nguy hiểm. Pixel array thì chúng ta sẽ viết tắt nó là PA như thế này. Và offset. Nó là bốn bài cuối của cái bitmap header. Vậy thì chúng ta sẽ lấy trong cái bốn cái bài cuối đó, tức là bài 10, bài 11, bài 12 và bài 13, chúng ta gom lại nó thành một con số nguyên. Gom lại thành con số nguyên. Vậy thì theo cái little endian biết rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta có bốn bài đó, bốn bài riêng lẻ. Bởi vì chúng ta đã đọc nó theo kiểu bài. Còn lại thì chúng ta phải gom nó lại thành cái file, con số nguyên. Vậy thì chúng ta có thể gom nó lại như thế này. PA offset sẽ bằng cái PMP header 10 ha. Chúng ta cộng cho cái PMP header 11. Chúng ta nhân cho hai trăm năm sáu ha, 256. Chúng ta nhân cho 256 thì bởi vì chúng ta cần cái bài 11 này nó ở vị trí bài tiếp theo, bài thấp nhất chúng ta, bài thấp nhất này, bài cao tiếp theo thì bài cao đó nó ở bài bài tiếp theo, một bài chúng ta như vậy là 256 thì chúng ta để làm như vậy. Rồi cái bài cao hơn nữa, cái bài 12 thì nó là 256, là chúng ta nhân thêm 256 nữa. Bởi vì cứ 256 là một bài, chúng ta dời, nói chung là cái thao tác dời bài đó. Rồi cái bài 13 là cái bài cao nhất, chúng ta nhân thêm 256 nữa. Rồi đoạn code nghe có vẻ dông dài nhưng mà đơn giản là chúng ta có bốn bài tách biệt nha. Chúng ta để trong mảng bài mà. Tôi cần chuyển nó thành cái con số nguyên gộp bởi bốn bài đó và theo cái little endian chúng ta đã biết rồi. Bài thấp lưu trước. Và cái offset của cái thằng đó nó bắt đầu từ vị trí 10 trong cái bitmap header đó. Nên chúng ta làm cái đoạn code như vậy. Rồi chúng ta đã vừa lấy được một cái phần thông tin quan trọng nữa, đó là cái pixel array offset. Ngay sau cái bitmap file header này là một cái segment, một cái đoạn tiếp theo đó là db header. Nó chứa những cái thông tin cụ thể đối với cái ảnh, còn cái thằng này chứa thông tin chung chung. Thì chúng ta vào trong cái db header đó, nó nằm ngay sau cái bitmap header ha. Thì nó có nhiều cái phiên bản, nó có nhiều phiên bản. Thì ở đây chúng ta sẽ xài cái phiên bản của hệ điều hành Windows nha. Chứ không phải là của cái những cái hệ điều hành khác, cho nên chúng ta dùng cái phiên bản này. Thì offset bắt đầu từ 14 bởi vì nó nằm ngay sau cái header kia hồi nãy của chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy ở đây có hai cái thông tin quan trọng. Đầu tiên là bitmap width và bitmap height, tức là chiều rộng và chiều cao của cái bức ảnh bitmap đó tính theo đơn vị pixel.
ha. Rồi giờ thì chúng ta sẽ lấy về cái thông tin đó, lấy về thông tin đó. Thì trước đó chúng ta sẽ phải đọc cái dữ liệu chúng ta vào trong cái đoạn này. Thì cũng vậy, chúng ta không có đọc từng bước kia như kia hồi nãy nữa nha. Thì tôi sẽ đọc toàn bộ cái này vào trong bộ nhớ trong, chúng ta gọi nó là bitmap info header đi. Vậy chúng ta có thêm một cái trường file đó là bitmap info header. Rồi ở đây chúng ta sẽ đọc. Trước đó chúng ta đã đọc rồi thì con trỏ nó đã dời rồi. Lúc này reader chúng ta đọc 14 bài, con trỏ đã dời tiếp theo rồi. Thì bây giờ chúng ta đọc. Thì chúng ta đọc bao nhiêu bài? Thì chúng ta sẽ lấy tất cả cái đoạn ở giữa đó. Lấy tất cả các đoạn ở giữa đó gom lại. Như vậy nghĩa là chúng ta xem cái bitmap chúng ta như vậy nó gồm có ba cái phân đoạn thôi. Cái xanh xanh này là cái bitmap header chúng ta đã lấy. Rồi cái từ đây trở xuống đến trước cái này pixel array này chúng ta gom lại trong một cái phân đoạn chúng ta gọi là bitmap info header. Thực tế nó có thể có thêm những cái phần phụ nhưng mà chúng ta không quan tâm cái đó. Cho nên chúng ta gom hết lại trong một cái. Và cái thứ ba của chúng ta là pixel array này, pixel array thì chúng ta sẽ đọc và thành ba cái phân đoạn như vậy. Thì ở đây tôi sẽ có thêm cái dãy ứng với lại cái pixel array ha. Hay là tôi gọi là PR đi, pixel array như vậy cho nó nhanh. Chúng ta hay dùng cái này sau này. Chúng ta cần biết là chúng ta đọc bao nhiêu bài cho cái thằng này. Hồi nãy chúng ta đọc xong cái này rồi thì nó đã dời đến đây rồi. Tôi cần đọc bao nhiêu bài cho cái này. Vậy thì chúng ta có thể lấy cái con số là pixel array offset này. Đó là vị trí bắt đầu của thằng này. Đúng không? Thì chúng ta đem trừ cho con số 14 là độ lớn của cái thằng này. Cái pixel array offset chúng ta vừa tính khi nãy nó cho biết vị trí bắt đầu của cái vùng này, vùng màu vàng này. Thì tôi trừ cho cái 14 là kích thước của vùng màu xanh này thì tôi được kích thước của cái vùng màu màu xanh xanh dương này. Rồi như vậy chúng ta sẽ đọc nó vào PMP info header. Cũng read by. Cái số lượng by của chúng ta nó sẽ đúng bằng cái PR offset. Và cũng vậy, nếu kích thước của cái thằng này không đủ thì chúng ta return false. Đây chưa đúng là một cái PMP. Rồi nếu mà đủ thì chúng ta sẽ lấy cái chiều rộng và chiều cao của cái bức hình. Chiều rộng chiều cao thì offset 18 này là tính từ đầu file, chúng ta trừ cho 14 là cái thằng kia thì nó sẽ ra offset là 4 và kích thước 4. Kích thước 4. Vậy thì tôi sẽ đọc con số nguyên ở đâu. Thì ở đây chúng ta cũng gom lại theo kiểu 4 bài như vậy, nhưng mà cái chức năng này của chúng ta nó hơi đụng hơi bị nhiều. Tôi sẽ có thêm một cái hàm trợ thủ chỗ này. Tôi có một cái hàm trợ giúp ở đây để làm cái chuyện là gom 4 bài lại thành một cái con số nguyên á. Chúng ta nhận một cái mảng bài.
Và chúng ta bắt đầu từ vị trí ấy, tôi cần gom nó lại thành số nguyên ha. Vậy thì cái bài thấp nó sẽ ở trước vân vân, chúng ta đây cái biểu thức này thôi. Ở đây thì bây giờ tôi cũng xài cái kiểu này cho nên thì tôi gom nó lại cho nó nhanh, chúng ta sẽ vận dụng chỗ khác nữa. Rồi bài thấp nhất là ở vị trí S, bài cao hơn là bài S cộng 1. Này là S cộng 2. Và S chúng ta cộng cho 3. Như vậy thôi ha, tức là nhưng mà cái việc chúng ta gom bài lại thành một con số nguyên chúng ta hay dùng, cho nên tôi tách nó ra thành một cái hàm riêng ở chúng ta chỗ này. Không không có vấn đề gì hết ha. Bài đầu, bài tiếp theo ở vị trí tiếp theo, bài tiếp theo, bài nữa. Rồi ở đây như vậy chúng ta đã có cái tiện ích đó rồi, thì tôi sẽ nhanh hơn chỗ này, cái offset này. Thì như vậy chúng ta sẽ dùng cái tiện ích đó to in trên cái mảng PMP header, và vị trí bắt đầu chúng ta là thứ 10. À. Rồi, chỗ này cái chúng ta cần có cái thông tin về kích thước và chiều rộng và chiều cao của cái pixel, thì chúng ta sẽ là Q và 2. Tính theo đơn vị pixel ha, tính theo đơn vị pixel. Thì cái quy của chúng ta nó sẽ ở 4 bài ở cái offset 18, chúng ta trừ cho 14 tức là ở offset 4, offset 4. Vậy thì quy chúng ta sẽ lấy từ cái PMP info này ở cái offset 4, offset 4 ha, chúng ta 18 trừ cho 14 đi. Và cái 2 ta lấy cũng từ cái PMP info, hồi nãy chúng ta đã đọc cái đoạn đó vào đây, và ở 4 cái tiếp theo thì như vậy nó sẽ là 8. Đây, chúng ta đọc được hai cái thông số quan trọng đó. Bây giờ chúng ta thử xuất nó ra ha. Thì ở đây cái quy cái 2 này nó là cái thông tin thường cần biết đối với một cái bitmap ha, cho nên tôi sẽ public cái thông tin này ra bằng hai cái thuộc và cái này là chỉ đọc thôi, cho nên là guess là chúng ta return cái query đấy. Tôi public cái query cái hai đó ra cho bên ngoài nó xài. Cái này về lập trình hướng đối tượng thôi, không có cái vấn đề gì hết ha. Chúng ta đường đóng gói đường làm cho nó cho cái việc tổ chức code của chúng ta nó tốt hơn. Còn tôi không có minh họa cái chuyện này nha, cái vấn đề của chúng ta là những cái đoạn code dưới này nè, chúng ta xử lý cái file. Thì theo cái quy ước viết code á, những cái này nó là private hết. Đây là những cái field của lớp nó là private hết ha, mặc định nó là private. Còn cái này là cái property tôi muốn public ra bên ngoài. Nhưng mà cái thông tin này chỉ là đọc thôi. Hay nói cái khác là cái quy của cái bitmap á, người dùng không có tự ý gán được. Sau khi open thì kích thước nó cố định như vậy, nó không có gán được. Cho nên chúng ta cho nó là read only thôi, cái làm như vậy. Rồi thì ở đây nè, chúng ta bắt đầu xài, chúng ta xài thử. Vậy thì khi đọc thành công rồi thì nó sẽ có cái query cái hai đó, và chúng ta sẽ xuất ra cái query cái hai đó ha. Query
Ok, hay. Cái này chúng ta đã public ra, cái này là bên ngoài nè, cái main này là cái một cái lớp khác và nó xài cái lớp này chúng ta, và chúng ta đã public cái field này, hai cái field này ra ha, nó mới xài được. Thì nếu mà mọi thứ chạy êm xuôi, chúng ta lấy thông tin đúng đúng chỗ, đúng cái vị trí và gom lại đúng, thì chúng ta sẽ có được quy này sẽ đúng bằng 20 và cái hai này là 10. Nãy chúng ta đã làm một cái bức ảnh là 20 nhân 10 mà. Rồi ở đây có vấn đề ha, ở đây có vấn đề. Thì tôi chạy để bớt thử ha, xem cái vấn đề chúng ta nó nằm ở chỗ nào. Đặt breadboard ở đó. Nó chạy F5. Có khi cái file này nó chiếm, chúng ta thấy ở đây vừa rồi chúng ta chạy mà lúc mở file là đã bị lỗi rồi. Đây là cái lỗi nhập xuất ha. Thì đôi khi một vài cái chương trình nó chiếm cái quyền điều khiển của cái file này nha. Ví dụ có thể chúng ta đừng mở cái quyền khác này, cho nên tôi đóng cái thằng này lại để cái này tự do này, thì cái chương trình chúng ta mới xài được. À, xin lỗi, cái file này chúng ta chưa có sửa cái tên lại ha. Thì cái khi nãy tôi nói nó vẫn có tác dụng thôi, nhưng mà một số chương trình á nó sẽ làm việc tùy theo cách nó làm việc. Ví dụ như Notepad chẳng hạn, khi mọi người mở một cái file văn bản thì nó sẽ nạp tất cả vào trong bộ nhớ trong và nó sẽ không có dùng cái file đó nữa, nghĩa là nó giải phóng, nó không có xóa cái gì, nhưng không xóa cái file đó, nhưng mà nó tự do, nó cho tự do cái file đó, tức là nó đã close lại rồi ha, nó đã close, nó đọc xong rồi nó close lại, mặc dù người dùng vẫn có thể làm việc với file đó. Thì sau khi đó người ta làm thì làm trong bộ nhớ trong, mà người ta lưu lại trong cái lúc save nó mà lại mở file và nó lưu xuống, cho nên thì cái file đó nó tự do. Nhưng mà một số chương trình ví dụ Word chẳng hạn, ví dụ Word ha, khi chúng ta đang làm việc thì nó chiếm luôn cái quyền sử dụng file đó, và những cái chương trình khác không có dùng cái file đó được, hay là ví dụ mọi người không có delete cái file đó được chẳng hạn. Cái file của chúng ta là bitmap 1 PNG ha. Rồi, mọi thứ em xui hết, không có gì hết, tôi chưa cần phải debug chỗ này. Quy là 20 nè, hay là 10, và chúng ta đã lấy đúng cái thông tin của cái file này. 20 10. Thì cái file này có vẻ như nó hơi nhỏ nha. Thì tôi thử tìm một cái hình ảnh hơi thực tế hơn một xíu. Tôi sợt một cái bức hình bitmap nào đó chuẩn hơn một xíu, nó đúng kích thước thông thường để chúng ta xài.
Rồi, ví dụ tôi lấy cái hình này đi ha, tôi lấy cái hình này đi. Sửa lại là thành bitmap 2 nha. Open với thằng Ben này thử. Mặc dù cái hình này vẫn còn khá là nhỏ, tôi muốn kiểm tra xem nó có đúng cái dạng. Rồi 24 bit, nó là 24 bit bình thường nha. Ta thấy cái kích thước của nó là 450 210 nè. Mặc dù nó lớn hơn cái chúng ta khi nãy nhưng mà nó thực tế nó vẫn còn 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 nhỏ. Chương trình chúng ta vẫn làm tốt với mọi cái file bitmap khác nha. Thì đây và nó là 450 210 nè. Tôi sửa cái tên file lại chỗ này coi nó báo đúng không. Chúng ta mở cái file bitmap 2, chúng ta thấy ở đây ha, 450 210 thì cấu trúc file nó chung như vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm một số cái thông tin quan trọng khác. Thì ở đây tùy theo cái ứng dụng tôi đã nói hết, thậm chí rằng chúng ta lưu ý rằng không phải là mọi thứ nó để trong file nó đều đều cần đều đúng hết, nó thậm chí một số cái chỗ nó để dành, một cái số chỗ để dành và một số chỗ nó chỉ đơn giản là chứa rác thôi. Nó có những cái lý do, ví dụ đơn giản là cái format này nó không phải có ngay từ ban đầu mà nó phải qua cái quá trình nó tiến hóa, tức là ban đầu như vậy rồi sau đó người ta thêm thắt từ từ vân vân, thì nó có những cái version khác nhau, rồi có những cái chuyện như là người ta dự định trong tương lai có thể như vậy cho nên người ta để dành chỗ đó này kia. Vâng ha, thì có thể là chúng ta không cần nhiều một số chỗ mà chúng ta cần một số cái chỗ nào đó. Thì ở đây cũng vậy, rất là nhiều thông tin khác. Tuy nhiên ha, chúng ta sẽ cần một cái thông tin quan trọng tiếp theo. Mọi người coi thêm cái này nha. Ở đây chúng ta cần cái thông tin quan trọng tiếp theo. Đó là cái này. Cái offset 28 này mà chúng ta trừ cho 14 là thành 14 đó. Lấy 23 thì nó là một con số nguyên cho biết kích thước số bit trên pixel, số bit trên pixel. Thì một pixel của chúng ta nó là một cái ô, một pixel chúng ta là một ô. Vậy thì một pixel như vậy chúng ta phải trữ màu, chứa thông tin màu. Đây một ô là một cái màu. Thì tùy theo cái không gian màu hay nói khác là tùy theo cái định dạng của màu thì chúng ta sẽ có kích thước khác nhau cho cái một pixel. Hay là số bit cho pixel nó thể khác nhau. Thì ở đây tôi sẽ nói tiếp cái đó vào cái phần sau ha. Thì ở đây như vậy chúng ta đã cố định chúng ta làm việc với lại cái 24 bit trên pixel. Định dạng ảnh là 24 bit trên pixel. Nãy chúng ta đã thấy rồi. Chúng ta có thể là 16 color. 16 color thì nghĩa là một pixel nó chỉ có thể nhận 116 màu thôi. 16 màu. Thì như vậy có nghĩa là một pixel độ rộng của nó sẽ là 2 mũ 4, 2 mũ 4. Độ rộng của nó là 4. Tức là 4 bit. 4 bit trên pixel. Thì 2 mũ 4 là 16. Còn 256 là 8 bit trên pixel. Một pixel chúng ta dùng 8 bit mà pixel thì mô tả màu. Như vậy thì chúng ta có 2 mũ 8 là 256 màu khác nhau. Còn 24 bit bitmap hay là mỗi pixel sẽ là một cái màu 24 bit. Thì như vậy chúng ta dùng 24 bit cho một cái pixel. Thì đó là cái chúng ta sẽ xử lý. Cho nên chúng ta yêu cầu là nó phải đúng cái con số 24 ha. Chúng ta mới làm. Vậy thì tôi sẽ gom nó lại. Và thông tin đó là chúng ta là xử lý cứng rồi cho nên không cần chứa ở đây nữa.
nha, chúng ta bắt buộc cái thông tin đó nó phải đúng 24. Thì tôi có một con số nguyên là bits per pixel, số bit trên pixel, thì chúng ta sẽ lấy nó từ cái offset là 14 và 15, 28 trừ 14, 14, 14 và 15 ha. 14 và 15. Cũng vậy, gom theo cách chúng ta nói nãy thôi, nhưng mà đây chỉ có 2 bay cho nên chúng ta không xài cái thằng kia hồi nãy được. Cái này chúng ta nhân cho 255 bay, này là bay cao. If cái này mà nó khác 24 thì chúng ta cũng return false, chúng ta không không xử lý nó. À, như vậy tới đây thì nó phải đúng bitmap 24 pixel cho chúng ta, 24 bit trên pixel. Tôi chạy lại thử. Nó vẫn ra kết quả này, nghĩa là không có return false. Như vậy đây là ảnh 24 bit nè, bitmap 24 bit. Và dĩ nhiên cái của chúng ta nó cũng như vậy, hồi nãy chúng ta đã tạo nó như vậy, cái bitmap 1 ha. Xíu con số 1. Đây. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta xem thử chúng ta cần lấy cái thông tin gì nữa. Chúng ta thấy đọc trong này còn nhiều thông tin khác, trong đó ví dụ nó có cái độ phân giải ngang vân vân. Thì cái khái niệm độ phân giải nó cực kỳ quan trọng trong ảnh bitmap. Trong ảnh bitmap thì nó có nhiều cái kiểu độ phân giải, trong đó chúng ta nói cái độ phân giải theo pixel hay là cái độ phân giải thông thường chúng ta hay hay dùng đó. Nó là chính là kích thước của cái bức hình đó, tức là bức hình đó rộng bao nhiêu pixel và cao bao nhiêu pixel. Thì ví dụ bức hình của chúng ta là 20 nhân cho 10 thì đó là độ phân giải của cái bức hình đó. À, rồi còn cái bức hình này của người ta nãy chúng ta chạy ra bao nhiêu đó thì cái kích thước đó là độ phân giải. À, đó là một cái khái niệm độ phân giải. Thì cái thuật ngữ đó nó dùng trong nhiều cái ngữ cảnh. Thì ngữ cảnh khác đó là nó cho biết là cái theo cái kích thước in ra hay là cái kích thước vật lý. À, thì ví dụ như là như vậy nó phải đưa về cái nó cần cho biết là cái pixel trên một cái mét hay là một cái pixel trên một mm vân vân. Cái chuyện này chúng ta không quan tâm, chúng ta không quan tâm. À, cho nên chúng ta sẽ không có xài những cái thông tin như vậy. Rồi thì cơ bản chúng ta đã lấy những cái thông tin cần thiết của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái phần quan trọng nhất. Đó là cái khu mà trữ màu của các pixel. Hay nói khác, chúng ta cần lấy ra được màu. Ví dụ tôi cần lấy ra, tôi cần hiển thị cái hình này chẳng hạn. Mặc dù chương trình chúng ta không làm chuyện hiển thị, nhưng mà chúng ta cần hiển thị cái này thì tôi phải lấy được màu của tất cả các pixel trong cái bức hình này. Thì cái đó nó để trong cái đoạn pixel array mà chúng ta nói khi nãy. Thì chúng ta đã có cái offset rồi, chúng ta đã có cái offset chúng ta lấy. Chúng ta cần thêm một cái thông tin nữa là cái đoạn pixel array này, cái segment đó nó rộng bao nhiêu. Cái vùng màu vàng này nè, chúng ta đã biết offset nó tới đây rồi. À, chúng ta cần biết nó rộng bao nhiêu. Thì rõ ràng là cái việc tổ chức của nó giống như là một cái bức hình thông thường thôi. Ở đây ha, bức hình chúng ta qua, tức là ở đây chúng ta có bao nhiêu dòng, tức là chiều cao bao nhiêu thì bên này cũng sẽ có bấy nhiêu dòng và bao nhiêu cột của bên này cũng như vậy. À, rồi thì chúng ta như vậy, chỗ này là biết được bao nhiêu ô này và kích thước từng ô, thì chúng ta nhân cho kích thước của một pixel, thì chúng ta là 24 bit trên pixel. Như vậy một ô pixel, một ô màu á, thì nó phải là 3 byte, 3 byte để lưu trữ thành một cái bài màu. À, 3 byte.
Thì như vậy có thể nói nôm na kích thước của cái bảng này nó bằng quy nhân cho 2, đó là pixel, và chúng ta nhân thêm 3 nữa, bởi vì chúng ta là 24 bit trên pixel hay là 33 trên 1 pixel, thì chúng ta ra kích thước của cái bảng này. Ha, tuy nhiên thì mọi chuyện nó không có đơn giản như vậy. Ở đây nó có thêm một cái nữa, đó là cái vụ gọi là độn thêm, bending. Thì cái tình huống này nó cũng xuất hiện trong nhiều cái dạng thức file khác. À, chúng ta sẽ lưu trữ một cái dòng ha, một cái dòng trong cái hình ảnh, cũng là một cái dòng ở trong cái file như thế này. Thì để cho cái việc dễ xử lý, thì khi mà ví dụ người ta có thể nạp cái dòng này rồi hiển thị, xong người ta mới nạp cái dòng tiếp theo vào trong cái bộ nhớ, và thì nó nên là một cái bộ số của 4 ha, cái vị trí bắt đầu nên là bộ số của 4 để cho dễ xử lý thôi. Cho nên ở đây nói nôm na là gì, nếu mà một dòng mà nó không đủ 4 byte, à xin lỗi, bộ số của 4, thì nó phải độn thêm byte nữa để cho nó đủ bộ số của 4. Ví dụ cái hình của chúng ta nó kích thước ngang của nó là rộng của nó là 20 pixel. 20 pixel mà chúng ta nhân cho 3 thì nó sẽ là 60. 60 byte, tức là một dòng phải tốn 60 byte. Nhưng mà nó chưa đủ bộ số của 4. À xin lỗi, nó là bộ số của 4 rồi. 60, 4, 10, 15. À, vậy thì không có gì cả, không có động thêm. Nhưng mà giả sử kích thước của file chúng ta chỉ là 2, 2 nhân 2 chẳng hạn, tức là hai cột và hai dòng, thì như vậy một dòng nó chỉ có 2 pixel. Một dòng 2 pixel thì 2 nhân cho 3 sẽ là 63. Như vậy nó không đủ bộ số của 4, thì nó một dòng như vậy nó sẽ độn thêm 2 byte để trở thành bộ số của 4. À. Như vậy nó có thể độn thêm 0 byte, tức là không độn nếu mà nó đã là bộ số của 4, một dòng đủ bộ số của 4. Còn độn thêm 3 byte nếu nó dư 1, và độn thêm 2 nếu nó dư à nó thiếu 2, và độn thêm 3 nếu nó thiếu 3 để thành bộ số của 4. Thì như vậy có vẻ như chúng ta phải hơi hơi tính nó hơi chi li. Tuy nhiên ở đây thì nó không có một cái mẹo để chúng ta tính ra được nhanh cái chuyện đó. Thì ở đây người ta đưa ra một công thức để tính kích thước của một dòng nè, row size. Thì nó lấy bit và pixel, bit và pixel chúng ta là 24, 24 ha. Chúng ta nhân cho cái email quy, chính là quy của chúng ta, và nó cộng 31, nó đem chia nguyên cho 32. Và sau đó nó nhân cho 4, nó sẽ là kích thước tính theo bài. Chính là cái chuyện làm tròn chúng ta đã nói hồi nãy thôi. Nhưng mà nó đưa thành một công thức duy nhất để chúng ta khỏi phải if else vân vân thôi. Ha, giờ chúng ta dùng luôn cái này, mất công phải if else. Chúng ta có thêm một cái nữa, đó là cái row size. Đây là kích thước tính theo bài của một dòng. Thì chúng ta dùng ngay cái công thức đó. Và mọi người có thể dễ dàng thấy được tại sao nó ra công thức đó thôi. Chúng ta sẽ bằng bit per pixel của chúng ta là 24, bit per pixel chúng ta nhân cho cái quy của chúng ta là cộng cho 31. Chúng ta chia cho 32. Ta nhân cho 4. Ví dụ cái của chúng ta nha, tôi chạy debug. Cái của chúng ta nó phải là một dòng. Chúng ta có 20 pixel trên một dòng, chúng ta nhân cho 3 thì nó sẽ phải ra 60 bài. Như vậy row size ở đây phải là 60. Đúng bằng 60. Chúng ta thấy. À, thì nó đã làm tròn vân vân các thứ rồi, để mà yên tâm cái này công thức người ta đã dẫn ra rồi. Rồi sau khi có cái này rồi thì kích thước của cái bảng pixel đó của chúng ta, pixel ra bây giờ rất dễ, row size này là kích thước một dòng thì chúng ta nhân cho 2 là số dòng,
thì chúng ta ra kích thước cái bảng đó, chính là số bài cần cho cái Pixel Array đó. Đó cũng là cái mà chúng ta, số lượng chúng ta cần đặt vào cái mảng Pixel, Pixel Row size chúng ta nhân cho 2 bằng kích thước cái đó. Còn cái offset thì nãy chúng ta đã đọc tới đó rồi, cho nên nó đương dừng cái đó và chúng ta đọc cái đó nữa. À, như vậy chúng ta đã đọc vào trong cái thành công vào cái bảng Pixel Array đó. Rồi bây giờ chúng ta có cái bảng đó rồi. Tuy nhiên thì chúng ta lưu ý ha, về mặt hình ảnh, về mặt logic đó, thì cái bảng cái Pixel Array của chúng ta nó sẽ là một cái bảng chữ nhật, một cái bảng chữ nhật như thế này. Tuy nhiên ở đây chúng ta là một dãy byte thôi. Như vậy nghĩa là gì? Tôi sẽ sắp nó thành dãy byte như thế này nè, theo dòng này. À, rồi xong đó là cái dãy byte của cái dòng này nối tiếp vào. Mọi người tưởng tượng chúng ta nối cái dòng thứ hai vào ngay sau cái dòng thứ nhất, rồi nối dòng thứ ba vào ngay sau, để chúng ta trở thành một cái dãy dãy phẳng, dãy thẳng ra như vậy. Thì trong bộ nhớ nó như vậy, chúng ta bộ nhớ tuyến tính mà, nhưng mà hình ảnh của chúng ta nó trở thành như thế này. Cho nên chúng ta cần phải có một cái ánh xạ, một cái ánh xạ để chuyển cái logic của chúng ta qua cái vị trí thực sự trên cái pixel đó. Vậy thì cái công thức cũng khá là dễ thôi ha, thì tôi sẽ cài cái chuyện đó thành một cái ở đây, một cái hàm trợ thủ. Chúng ta cần cả về cái vị trí ha, tôi chưa biết đặt tên gì, tạm đặt tên như vậy, với cái dòng và cái cột, tức là row và column này nó là cái dòng và cái cột của pixel, cái dòng và cái cột của pixel nó là một cái tờ, cái ô trong đó thì tọa độ của cái pixel đó. À, ví dụ cái ảnh này của chúng ta thì cái dòng chúng ta sẽ tính là từ từ trên này chúng ta tính xuống, đây là dòng không, dòng không. Cái ô đầu tiên ví dụ tôi đổi màu cái ô, cái màu này lại xíu ha, để chúng ta dễ nói. Đây thì cái ô đỏ đầu tiên đó tọa độ của nó là dòng không cột không, và cái ô xanh tiếp theo đó sẽ là dòng không cột một. Đó là cái hình ảnh, cái logic chúng ta. Nhưng mà khi triển khai lên trên bộ nhớ trong, chúng ta để trong cái dãy, cái dãy byte array, thì vị trí thực sự của nó là chỗ nào? Vị trí thực sự à, vậy thì cũng rất là dễ tính thôi. À, trước hết thì chúng ta dòng nối dòng, cho nên á cái box của chúng ta nó sẽ là row, chúng ta nhân cho row size, và chúng ta cộng cho cái cone này chúng ta nhân cho 3. À, ví dụ cái row bằng không nè, dòng không cột không thì tương ứng trên cái bảng bài của chúng ta nó sẽ là không, sẽ là không, thế vô đây là không, vậy thì cái bài bắt đầu là không. À, bài bắt đầu là không. Bây giờ dòng không cột một, dòng không cột một thì thế vô đây thì nó sẽ trả về 3 3, bởi vì nó phải nằm ở cái bài thứ ba trở đi, cái bài thứ ba. Và tương tự như vậy dòng không một cột hai thì nó phải là bài thứ sáu trở đi, bởi vì pixel đầu tiên là 3 bài, pixel tiếp theo là 3 bài, nói như vậy. Và nếu nó là dòng một cột không thì nó ở vị trí nào? Nó đúng bằng cái row size. Row này là 1 nhân row size là bằng row size, cone này là 0 rồi. À, bởi vì cái dòng thứ hai chúng ta nối ngay sau vào dòng đầu. Cho nên cái offset của nó bắt đầu từ cái đúng bằng row size. Chúng ta có thể ấy lại ha.
Rồi tuy nhiên ở đây nó có một cái vấn đề nữa, đó là khi nó lưu trữ thì cái hình ảnh nó lưu trữ, tức là nó lưu trữ hơi ngược một xíu ở chỗ này. Cái dòng cuối á, nó lưu trữ lên đầu và cái dòng đầu nó lại lưu trữ xuống xuống dưới, nó hơi ngược một xíu. Ha. Thì với cái hình này của chúng ta nè, thì cái dòng xanh dưới này nó lưu trữ trước và cái dòng đỏ này nó lưu trữ sau cùng. Tức là nó lưu trữ cái dòng H rồi dòng H trừ 1, H trừ 2 vân vân, còn cái dòng cuối cùng tọa độ H đó nó sẽ lưu trữ, thì tọa độ không đó nó sẽ lưu trữ sau cùng. Cho nên cái công thức chuyển đổi chúng ta đây nó có đổi, nó coi như nó lật cái ảnh lại đó, thì chúng ta sẽ theo đó, thì chúng ta sẽ sửa lại một xíu cái rô này của chúng ta. Như vậy chúng ta phải lấy H chúng ta trừ cho cái rô này và chúng ta trừ cho một nữa. Hay. Nên trừ một trước ha và trừ cho cái rô đó. Thì giờ rất là dễ hình dung thôi. Ở cái rô mà là dòng không thì nó phải lưu ở cái dòng H trừ 1. Ứng với cái dòng H trừ 1. Mà cái rô là ứng với H. Chúng ta đánh từ không nghĩa là H trừ 1. Thì nó trở thành cái dòng không. Nó trở thành cái dòng không. Vậy vậy thì cái guessbox này trả về cái bài đầu tiên, vị trí của bài đầu tiên của ba bài ứng với lại cái pixel ở dòng row và cột column. Và ba bài đó nó tổ chức như thế nào? Thì phải coi cái định dạng màu chúng ta. Chúng ta mới nói là 24 bit trên một cái pixel. Vậy thì ba bài cho một pixel. Ý nghĩa nó sẽ là một màu, mô tả một màu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng một cái màu thì chúng ta mô tả nó như thế nào. Câu chuyện này nó còn trừu tượng hơn cả cái ký tự chúng ta đã nói trước. Làm sao lưu trữ hay mô tả một ký tự? Vậy thì cái mẹo nó vẫn y như trước thôi. Chúng ta sẽ dùng số, chúng ta sẽ phải số hóa, tạm gọi như vậy, cho tất cả những cái dạng thức dữ liệu khác nhau. Vậy thì tôi dùng một cái mã số ASCII cho một cái, cho một ký tự. Thì bây giờ nôm na tôi cũng sẽ dùng một cái mã màu nào đó, một cái mã màu cho một màu. Vậy thì tôi sẽ quy ước trước, không nghĩa là màu gì, một là màu gì, hai là màu gì, ba là màu gì, bốn là màu gì, và con số nguyên tương ứng sẽ là mã của cái màu đó. Tuy nhiên cái cách làm như vậy nó vẫn còn hơi hơi rối bởi vì chúng ta sẽ không có một cái quy ước chung như vậy, không có một cái bảng bảng màu bảng mã màu chung như vậy. Và hơn nữa màu nó là một cái dữ liệu phức hợp, nó không giống như ký tự. Thì có nhiều cái hệ thống khác nhau để làm cái chuyện đó. Thì ở đây có một cái hệ thống mà người ta hay dùng, nó gọi là hệ thống màu red green blue, tức là nó share một màu như là tổ hợp từ ba màu cơ bản. Ví dụ đây tôi chọn một màu này, thì chúng ta thấy đây nè, red green blue ha. Khi tôi di chuyển cái chỗ này hay là tôi chọn màu, chúng ta thấy đó, red green blue nó thay đổi và chúng ta có các màu khác nhau. Tôi đưa ngay cái màu và chúng ta thấy red green nó thay đổi. Vậy thì một cái màu nó là một bộ ba số red green và blue, bộ ba thành phần. Bộ ba thành phần. Giá trị nhỏ nhất của mỗi thành phần là không. Và giá trị cao nhất chúng ta thấy không, không, và giá trị cao nhất của mỗi thành phần là 255, 255. Về ý nghĩa thì chúng ta tưởng tượng chúng ta có ba cái bóng đèn, một cái bóng đèn màu xanh, một cái bóng đèn màu xanh, một cái bóng đèn màu đỏ là red, một cái bóng đèn màu xanh green và một cái bóng đèn màu xanh blue, xanh da trời và xanh xanh lá cây. Chúng ta có ba cái bóng đèn đó. Nếu mà chúng ta để ba bóng đèn nó sát nhau, hay nói cách khác, một cách tưởng tượng là dồn vô thành một cái điểm. Thì khi mà chúng ta bật ba cái bóng đèn đó và chúng ta điều chỉnh cường độ khác nhau, độ sáng khác nhau của ba bóng đèn đó, chúng ta sẽ tạo nên tất cả các màu khác nhau, là pha trộn từ ba cái màu cơ bản, ba cái màu đó, red, green, blue đó. Ví dụ chúng ta có một cái màu xanh thuần túy, màu nãy tôi đã chọn này, đây, xanh thuần túy này.
thì chúng ta thấy cái blue của nó là 255 và red là không, green là không, nghĩa là cái màu xanh này đã tôi bật sáng tối đa cái bóng đèn màu xanh và tôi tắt hai cái bóng đèn red và green đi. Hả? Như vậy tôi có một cái màu xanh thuần túy hay là một màu xanh tinh khiết. Bây giờ nếu mà tôi pha thêm màu đỏ vào, hay nói cách khác là gì? À, tôi cũng bật cái màu đỏ nữa. Vậy thì màu xanh mà nó pha với màu đỏ, chúng ta sẽ ra cái màu hồng như thế này. Đây. Đại khái nó vậy. À, chúng ta là cái chuyện pha màu thôi. Nhưng mà đó là cái câu chuyện của trực quan ha, người ta phải dựa vào cái việc xử lý màu của bộ não chúng ta nữa chẳng hạn. Thì ở đây về toán hay là đối với chúng ta nó rất đơn giản như vậy. Một cái màu nó là một cái kiểu dữ liệu phức hợp, nó gồm có ba thành phần là red, green, blue, mà mỗi thành phần như vậy nó là một con số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 255, hay nói cái khác là 13. Vậy thì color chúng ta có thể định nghĩa nó như là một cái struct gồm ba cái thành phần là red, green, blue, hay chúng ta nó nôm na color như vậy sẽ là ba bay, trong đó một bay là red, một bay là green và một bay là blue. À. Và dĩ nhiên cái màu đỏ thuần túy hồi nãy chúng ta đã đồng nó sẽ là toàn bộ là red 255, hai đằng kia là không hết. Hay là một cái màu như là màu vàng này chẳng hạn, chúng ta pha red với green. Blue chúng ta không có. Và dĩ nhiên màu vàng nó cũng đủ kiểu vàng. Chúng ta thấy nếu chúng ta có thêm blue nữa, các thành phần là chúng ta có những cái kiểu vàng khác nhau, và xuống dưới này chúng ta thấy bắt đầu nó có vàng vàng xanh ha, hay là bằng lá chanh vân vân là chúng ta pha. Và dĩ nhiên đến cuối cùng ha, khi mà chúng ta tắt tất cả các bóng đèn thì chúng ta có màu đen. Thực tế màu đen nó không phải là màu. À, thì trong cái hệ thống red green blue này thì nói nôm na là chúng ta test tất cả các bóng đèn thì chúng ta có màu đen, hay nói cách khác là khi không có điện thì chúng ta mới mới có cái màu đen được, cái màn hình tắt thì chúng ta mới có cái màu đen. Còn cái màu trắng là khi chúng ta bật tối đa tất cả đều 255 thì chúng ta có màu trắng ha. Vậy thì màu 24 bit của chúng ta nó sẽ gồm có 3 byte, và một byte là red, một byte là green và một byte là blue. Rồi thì cái vấn đề nữa là byte nào để chỗ nào, byte nào để chỗ nào, tức là red, green, blue, vậy thì cái byte nào lưu trước, byte nào lưu sau, byte nào vân vân, thì cái này phải phải coi cái quy ước của nó thôi. Tôi nhớ là đâu đó ở đây. Thôi chúng ta sẽ tự khám phá vậy ha, chúng ta sẽ đọc vào và chúng ta coi ba bài đó nó thế nào, tự chúng ta đoán nó ra ha. Thì dĩ nhiên nó có ghi đó mà chỗ nào đó. Rồi cái công việc open của chúng ta như vậy khá là ổn, chỗ này chúng ta đã làm đọc xong xuôi rồi, hết rồi ha. Thì bây giờ ví dụ chúng ta, tôi tạm đóng cái open này lại nha. Chúng ta qua một cái chức năng chẳng hạn là in ra cái màu của cái pixel đầu tiên. Cái này chúng ta làm tạm ở đây thôi. Rồi hay là tôi làm cho nó thành một cái chức năng cho nó tốt hơn một xíu, thì ở đây chúng ta như vậy sẽ khai báo một cái cấu trúc màu nha. Chúng ta khai báo một cái struct color green blue color, thì chúng ta sẽ có ba bài red green và blue, mặc dù chúng ta không nhất thiết phải như thế này,
hơi rườm rà một xíu ha. Cứ ba ba chúng ta biết vị trí thì chúng ta ấy được rồi, nhưng mà ở đây để minh họa cho nó rõ ràng thì tôi làm luôn cái này. Nó có một cái structure green color biểu diễn cho một màu, thì nó có gồm có ba thành phần red, green và blue. Chúng ta public cả ba cái này. Chúng ta đưa vào ba bài ha. Thôi, tôi cung cấp một cái cấu tử để nữa để tạo cái này. Và ở đây chúng ta sẽ cung cấp một cái hàm, à một cái phương thức là gì? Trả về cái màu red green blue color tại cái pixel nào đó. Pixel đó có tọa độ là row và cột là column. À, thì để làm cái điều này rất đơn giản, chúng ta đầu tiên sẽ lấy về cái vị trí bắt đầu của cái pixel đó bằng cách dùng cái hàm phụ gaspot này. Chúng ta đưa vào row con và chúng ta sẽ đặt ba cái vị trí màu tương ứng nha. Rồi tuy tôi lấy đại theo đúng thứ tự, tôi lấy đại theo đúng thứ tự là giả sử rằng bài đúng thứ tự là red green blue luôn nha. Vậy thì cái chỗ này á, của chúng ta nó sẽ ở cái vị trí là pixel array, box là vị trí bắt đầu, như vậy nó là red nè, và sau đó là cộng một nữa là green và cộng 2 là blue. Cộng 2 là blue. Và tôi retain cái color đó thôi. Rồi nhưng mà chúng ta sẽ test thử. Cái này không có vấn đề gì hết đúng không? À, chúng ta lấy được cái vị trí bắt đầu rồi. Thì chúng ta giả sử đó là red rồi sau đó là green và blue. Chúng ta có ba bài thì tổ hợp những cái hóa vị những cái đó thôi. Tôi chưa biết là thứ tự thế nào. Thế đây chúng ta test thử trên này. Chúng ta sẽ lấy về cái màu của dòng không và cột không. Dòng không cột không của chúng ta nó sẽ là màu đỏ, nó phải là màu đỏ, nghĩa là red của nó là 255, green là 255. À, lỗi, green là không và blue là không ha. Tôi kiểm tra cái color này thì ở đây nó báo là red là 255, green là không, blue là không. Có phải chúng ta làm đúng rồi ha? Tôi lấy cái cột thứ hai thử. Cái hình của chúng ta thì cái cột thứ hai nó là màu xanh nghĩa là cái blue nó là 255, còn hai cái thằng kia nó là không. Sao hai cái này giống nhau? Coi chừng công thức chuyển đổi chúng ta nó có cái vấn đề.
Có khi chúng ta lộn những cái màu này nè. Bây giờ tôi lấy thêm một cái màu đặc biệt nữa là màu green luôn ha. Màu green nè. Màu này. Tôi sửa cái màu này lại. Tôi chấm nó ở đây. Hoặc là tôi lấy luôn cái màu màu trắng đi. À, chúng ta cần cái màu trắng để chúng ta đừng test thử là chúng ta có không cho màu trắng. Tôi lưu trở lại rồi ha, tôi test lại thử. Có khi chúng ta sang cái chỗ đổi dòng với đổi cột á, nên tôi cần kiểm tra cái đó. Không không và 255. Đó là dòng không cột không. Rồi chúng ta lấy cái dòng cuối cùng là dòng chín ha, dòng chín cột không là cái màu trắng. Thì nó là 255, 255 hết là đúng rồi nè. À, giờ thì cái của chúng ta đúng ở cả cái chiều cao cái đấy rồi. Bây giờ tôi để lại chỗ này xíu. Dòng không cột không. Vậy thì chúng ta ra màu màu đỏ. Vậy là đúng rồi. Nhưng mà cái màu đỏ của chúng ta nó nằm đúng vị trí rồi đó. Red nó nằm đúng vị trí. Ha. Chúng ta lấy cái cột thứ hai là cột 1. Thì nó là blue. Vẫn là queen ha, chúng ta bị sai red green blue. Tôi lấy qua cái dòng tiếp theo thử. Cái gì ta? Dòng một cột không. Dòng một cục không chưa ra. Cục không thì cái bot của chúng ta nó phải là 480. Hey. Nó lưu ngược cho nên là kiểm cái đó hơi đấy, tùy chấm cái chỗ này đi nha.
Ta có đó là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dòng 8, cột 0. Có chúng ta phải 60, đúng rồi. Red là 255, green 255, 325. Ở đây hơi lớn một xíu nha, chúng ta đừng bị cái vấn đề nào đó. Tôi sẽ thu cái kích thước của cái file này lại một xíu. Chúng ta sẽ làm việc với cái kích thước là 2 x 2 thôi, để chúng ta dễ tính cái coi nó có sai cái gì không thôi mà ha. Rồi cái quy của chúng ta là 2, cái 2 là 2 bits per pixel của chúng ta. Nó là 24. Cái row size của chúng ta row size chúng ta nó là 2 nhân 3, như vậy row size của chúng ta phải là 8. Đúng rồi. Offset này của chúng ta là 54, 54 ha. Rồi tôi sẽ nghiên cứu luôn cái PI này trong này. Sao thằng này có 2 byte, thằng này có 2 byte. Ý già, chúng ta bị sai chỗ này. Chúng ta đọc, chúng ta đã nói hồi nãy tôi nói mà tôi quên trừ ha. Cái chỗ bitmap info header thì cái kích thước của nó bằng cái offset pixel right offset, và chúng ta trừ do cái khúc xanh ở trên nữa, chúng ta trừ 14 nữa, chúng ta bị lệch ha. Cái chỗ này nè, đó là cái kích thước của cái segment ở giữa, tức là cái đoạn nằm giữa cái pixel array của mình và cái bitmap header, chúng ta phải trừ cho cái 14 cái thằng ở trên ha. 14 cái thằng ở trên thì chúng ta quên cái đó. Rồi bây giờ trở lại cái hình này vẫn là kích thước 2 nhân 2 như vậy. Chúng ta có cái đầu tiên tôi đọc 0 0 này. Như vậy chỗ này là trừ 14 nữa nha. Chúng ta không dùng biến phụ cho nên nó phiền vậy đó. Đây là kích thước của cái đoạn giữa này. Chỗ này đồng ra thì nó phải vậy.
Rồi ở đây kỹ hơn á, nếu mà cái PA này mà nó nhỏ hơn cái len của nó mà không đọc đủ thì như vậy nó cái file này cũng không đúng cái định dạng của chúng ta ha. Ta cần đọc đó thì chúng ta cũng return false không, cái pixel ra nó phải đọc cho đủ, nếu không thì nó bị thiếu. Rồi chúng ta đọc ra blue 255 green, nó là màu đỏ. Như vậy chúng ta đã lộn cái thứ tự ha. Vậy thì nó sẽ để red trước, nó có vẻ để red trước, nó để red trước nè, tôi đoán vậy. Thì chúng ta sửa nó lại, thì cái chỗ tạo màu này, thì cái chỗ này cái color này thì chúng ta thấy cái red nó để trước, red nó để trước. Thì ở cái chỗ này, chỗ này là cộng 2, red để sau cùng rồi ha. Thì một trong ba cái vị trí đó thôi, có vẻ như red nó để sau cùng rồi. Nó lật cái hai cái kia lại, sẽ lại thử ha. Rồi bây giờ đúng cái đầu tiên nó là red rồi này ha. Rồi cái pixel thứ hai nó sẽ là blue, chúng ta đó là pixel dòng 0 cột rồi, nó là blue nè, 255 hai đằng kia không hết. Chúng ta thử thêm một cái nữa là cái dòng 1 cột 1, dòng 1 cột 1 thì nó là màu trắng và cái dòng 1 cột 0 thì nó là green. Có vẻ đúng rồi, do cái màu chúng ta nó không có thuần, tôi đã dùng một cái màu không thuần chỗ này, vẽ màu green, chúng ta chọn trong này cho chắc ha. Hồi nãy là dùng một cái màu không có thuần, tôi gõ luôn đây 255 không không, tôi dùng cái màu này ha. Xong thay đổi màu gì hết vậy. Lấy cái này thử ha. Đúng rồi, màu trắng mà sau cái đầu tiên này chúng ta màu này sao nó cứ chọn cái màu kia là sao? Ây da, cái chương trình này khó xài quá. Rồi lấy cái dòng không cột, dòng một cột không, đây là màu green nè. Rồi chúng ta nói chung là làm đúng ha. Thì cơ bản như vậy tôi đã làm xong cái chuyện là lấy toàn bộ thông tin của một cái bitmap từ trên file, dĩ nhiên là thông tin đáng quan tâm thôi, mình cần quan tâm vào trong cái bộ nhớ trong. À, và một số cái tiện ích để chúng ta có thể dùng trên đó. Nhưng mà đây mới là cái chuyện chúng ta đọc file thôi. À, chúng ta đọc file thôi. Thì cái công việc, một cái công việc khác yêu cầu của cái phần này đó là chúng ta sẽ ghi xuống file, ghi xuống file. Thì ghi xuống file nó đơn giản ha. Thì bây giờ tưởng tượng cái quyển cảnh chúng ta làm giống như một cái ứng dụng đồ họa thông thường, đó là gì? Mở một cái file lên và cho người dùng chỉnh sửa cái nội dung đó. Ví dụ người ta có thể xóa hết tất cả các, ví dụ người ta xóa cái ô màu đỏ,
này thành màu xanh chẳng hạn, đây màu đỏ người ta chuyển thành màu xanh chẳng hạn, giả sử như vậy. Hay là ví dụ chúng ta có một cái ứng dụng, ví dụ trong Photoshop chẳng hạn, chúng ta muốn làm cho bức hình nó mờ đi, bức hình nó mờ đi, nghĩa là tôi sẽ thay đổi màu của các pixel để cho màu nó, xin lỗi, làm cho nó tối đi hay cho nó sáng đi, sao cho màu nó trở nên sáng lên. Thì như vậy là với từng pixel như vậy chúng ta sẽ tính toán để xem chúng ta cần đặt cái giá trị màu mới cho nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ làm ví dụ cái công việc như vậy. Thì chúng ta cần làm cái chuyện là lưu lưu xuống, lưu xuống. Rồi, thì đây có thêm một cái thức nữa là save. Thì cái nội tên file của chúng ta cần lưu xuống đây. Cũng vậy thôi, công việc rồi chúng ta khá giống trong này. À, xin lỗi, không giống trong này nha, nó đơn hàng giản hơn nhiều, nhưng mà cái sườn này tôi sẽ copy rồi tôi xóa bớt. Chúng ta cũng trả về giá trị cho biết là lưu thành công hay không vậy đó. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta có file stream, và thay vì open read thì chúng ta sẽ open write. Lưu thì chúng ta mở lên để, và chúng ta thay vì dùng reader thì chúng ta sẽ dùng cái writer. Chúng ta không có rig hay là cái gì nữa, chỗ này chúng ta bỏ hết rồi, chúng ta cũng đóng lại như vậy. Này là writer close. Rồi ở đây chúng ta sẽ ghi xuống thôi, thì chúng ta sẽ writer write, chúng ta ghi nguyên cái ba cái segment xuống. Dĩ nhiên người ta sẽ thay đổi, tức là người ta nạp cái máy lên người ta sẽ thay đổi pixel trong đó, đổi pixel này màu này thành màu kia vân vân, rồi người ta lưu xuống một cái file khác. Thì chúng ta dĩ nhiên trong quá trình người ta sẽ có, người ta thay đổi xong rồi người ta mới lưu. Ở đây chúng ta làm cái lưu trước, thì chúng ta sẽ lưu theo đúng thứ tự như vậy thôi. Cái PNG header, rồi sau đó là cái PNG info, và cái đoạn cuối cùng, segment cuối cùng là cái pixel cái size chúng ta rất đơn giản, không có vấn đề gì hết. Chúng ta lưu ba cái đoạn tương ứng trong cái bộ nhớ trong của chúng ta nó xuống dưới file. Thì bây giờ tôi sử dụng nó, thì bây giờ chúng ta chưa có làm gì ở giữa cho nên chúng ta có ngay một cái chức năng đó là copy, đúng không? Chúng ta có thể làm chức năng copy. Thì sau khi mở lên xong tôi lại save xuống, nhưng mà ở một cái đường dẫn khác, thì tôi đang làm cái chuyện copy cái file đó. Bitmap copy PNG đi ha. Chúng ta đang làm cái chuyện là lưu xuống file. Rồi. Như vậy là mọi thứ em thấm hết chỗ này nè, chúng ta lưu xuống file được. Và nếu mà tôi mở cái file kia lên ha, và nó cũng ra y cái hình kia, bitmap copy đây, thì nó cũng báo ra dimension 22, đó là chúng ta đã đổi cái hình lại rồi. Tôi open với cái thằng Ben đây, thì chúng ta thấy nó giống y cái hình kia hồi nãy của mình. Hai thằng này easy thôi, chúng ta đã copy. Nhưng mà đây chúng ta đã đi vào bên trong nội dung đó ha, chứ không phải là chúng ta copy theo cái kiểu mà chúng ta làm bữa trước mà chúng ta không biết gì bên trong hết. Đây bây giờ ví dụ chúng ta thử, chúng ta có một cái chúng ta đã có cái guest color rồi, bây giờ giả sử chúng ta có set color để chúng ta đặt màu. Tôi cung cấp một cái set color. Set color đặt vào trong cái dòng row cột column cái màu.
Color. À. Vậy thì ở đây chúng ta làm ngược lại thao tác nãy. Chúng ta tìm ra cái vị trí bắt đầu trên cái pixel array. Nhưng mà thay vì chúng ta đọc từ đó thì chúng ta lại nhả nó ra từ đó ha. Thì cái vị trí 2 của chúng ta nó sẽ là cái vị trí của res. Như vậy pixel array 2 nó sẽ bằng color res. Còn cái vị trí 1 sẽ là red green green và cái vị trí đầu nó sẽ là blue. Tức là cái thứ tự ở đây là gì? Thứ tự lưu trên trên ba cái màu nó sẽ là blue, rồi sau đó là green và red ha, thứ tự lưu màu á. Đấy, tôi đã cung cấp chức năng set color. Đơn giản là gì? Chúng ta sẽ đổi giá trị trong cái mảng pixel array chúng ta, nhưng mà phải đúng chỗ và đúng thành cái giá trị mong muốn. Tôi đây đổi thành một cái màu đất nào đó ha, tại cái row column không có vấn đề gì hết. Trên này ngược lại cái trên này thôi. Thì bây giờ ví dụ chúng ta sẽ trong cái main chúng ta xài, thì khi chúng ta trước khi lưu xuống cái này, tôi sẽ đổi cái màu tại cái ô đầu tiên đó ha, tức là pixel 0 0, thành cái màu ví dụ màu trắng chẳng hạn, hay là để chúng ta xem cái màu nào đó thì thành màu đen chẳng hạn nha. Màu đen nghĩa là 0 0 hết, 0 0 hết. Màu đen là màu red green color, red green blue đều bằng 0 hết. Nhưng mà tôi đặt cái ô đó thành 0 rồi tôi lưu lại trong một cái file khác. Đó là file bitmap của mình, tôi chạy ha, thứ bình thường. Thì cái file bitmap đầu tiên của mình á, này nó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà chúng ta đã sửa cái bit đầu tiên của thằng này thành bit màu đen và chúng ta lưu nó trong một cái file bitmap copy. Tôi mở nó lên ha. Đây. Như vậy chúng ta đã đổi cái pixel đầu tiên này thành cái màu đen. À, thấy ha. Hay là nhiều cái những cái ứng dụng khác, rất đơn giản. Bây giờ ví dụ chúng ta có một cái ứng dụng, đó là chúng ta đổi cái màu trắng thành màu đen chẳng hạn ha, trong cái ảnh trắng đen á, ảnh trắng đen là ảnh mà cái chỉ có hai màu là màu trắng với màu đen thôi ha. Thì cái ảnh bình thường người ta hay gọi là ảnh dương bản, đó là cái ảnh bình thường. Ví dụ chúng ta vẽ cái đường tròn chẳng hạn, đây tôi làm luôn trên cái ảnh đó ha. Cái dương bản ha, thì đó là đây toàn bộ cái này này là trắng hết rồi nha. Tôi sẽ dùng cái màu đen thuần khiết nè, tôi vẽ một cái đường tròn đây, kích thước lớn lớn một xíu. Wow, kích thước lớn quá. Vẫn còn lớn quá. Đây. À, thì cái hình như thế này thì chúng ta nói đây là cái hình hình dương bản. Tức là cái đối tượng của chúng ta thì có màu, còn nền thì không màu, nó trong trắng đen ha. Thì chúng ta có một cái ngược lại của nó, đó là cái hình nam bản. Nó cũng có nhiều cái chỗ ứng dụng.
Khi mà chúng ta chiếu chẳng hạn, khi chúng ta chiếu lên máy chiếu á, thì chúng ta dùng cái hình dương bản, chúng ta tưởng tượng là đó là gì, ảm bản của cái này đó là màu trắng chúng ta đổi thành đen, còn đen chúng ta làm thành trắng. Thì khi mà chúng ta chiếu lên máy chiếu á, thì cái chỗ trắng nó và trong suốt ha, tức là chúng ta có một cái bản phim nhựa của cái này, thì như vậy là cái bên ngoài nó sẽ thành màu màu đen, và cái này này cũng đen, có chỗ này là trắng ha. Thì khi chiếu á, ánh sáng nó sẽ lọt qua đó, vậy thì chúng ta sẽ có hình ảnh của một cái vòng tròn ở trên trên tường chẳng hạn. Chúng ta cần cái âm bản của cái hình ở trong cái trường hợp ảnh đen trắng ha, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tạo cái này ha, tạo cái này bằng cách đơn giản là chúng ta nạp cái hình này lên rồi chúng ta duyệt qua tất cả các pixel này. Và nói chung pixel nào mà nó không phải là màu 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 vẽ này, tức là nó khác màu đen á, nó khác màu đen thì chúng ta làm cho nó trở thành màu đen, còn pixel nào mà là màu đen thì chúng ta làm nó thành màu màu trắng ha. Thì giả sử chúng ta có một cái chức năng như vậy, ở đây tôi minh họa cái đó còn nhiều cái khác ha. Và cơ bản thì công việc của chúng ta tới đây là xong rồi, chúng ta biết mở lên, chúng ta biết lưu xuống và biết chúng ta xử lý ở giữa nó ra làm sao ha. Còn lại thì tùy theo những cái ứng dụng chức năng ở giữa thì chúng ta làm cái gì đó. Ở đây tôi chỉ minh họa thêm cái đó cho vui thôi. Thì chẳng hạn chúng ta có cái chức năng to negative chẳng hạn, hay là negative, tức là làm lấy âm bản cái hình đó, nó không có nhận cái gì cũng không trả cái gì, bởi vì nó làm trực bản thân nó mà, nó lấy âm bản bản thân nó nha. Thì chúng ta làm đó là chúng ta diệt qua các pixel, các pixel chúng ta đã trừu tượng nó thành dòng cột rồi, thì chúng ta cứ thoải mái chúng ta dòng dòng cột, chúng ta từ dòng cột cho đến dòng dòng thì nhỏ hơn hai ha, dòng cuối cùng là 2 trừ 1, và với cột từ 0 cho đến cột cuối là nhỏ hơn quy. Chúng ta kiểm tra nếu mà cái màu ha, nó khác màu màu đỏ không vâng, màu đen ha, thì ở đây cái màu đen chúng ta hay xài cho nên ở đây ha, ở đây nói về hướng đối tượng thì chỗ này ví dụ Red Rainbow này chúng ta cung cấp một cái màu đen chỗ này là kiểu static, còn không chúng ta kiểm thôi nha. Ta đang tránh rườm rà thì tôi sẽ làm luôn cái chỗ đó, không thì chúng ta hướng đối tượng quá chúng ta lại loãng cái phần đó. Tôi sẽ lấy màu tại cái vị trí này tại row column, và chúng ta kiểm tra nó có phải màu đen hay không. Nếu mà đen nghĩa là gì, à, xin lỗi, nó khác đen hay không, khác đen nghĩa là một trong những thành phần này phải khác không, hoặc tức là chỉ cần một trong những cái này khác không, bởi vì đen là ba cái đều phải bằng không hết, thì một trong những cái này khác không thì nó khác màu màu đen ha, và chúng ta sẽ làm cho nó thành đen, còn màu đen thì chúng ta làm thành trắng. Blue, red, green, blue. Không, thì đây là màu đen. Thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ set color. Cũng tại row con đó, cái màu trắng. Ở sợi khác đen thì chúng ta làm thành màu đen chứ. Đó. Đen nè. Đó. Còn nếu không, nếu nó là màu đen ha, thì chúng ta chuyển nó thành màu trắng. Thì tất cả cái này đều là 255 hết. Rất đơn giản thôi. Chúng ta duyệt qua tất cả các pixel. Cơ bản việc xử lý đều là gì? Lấy thông tin cũ, tức là
lấy cái màu của pixel cũ hoặc là lân cận hay là toàn bộ bức ảnh mà chúng ta cần cập nhật cái giá trị màu nào mới đó thôi. Thì ứng dụng ở đây chỗ này đó là gì, nếu mà màu nó khác đen nó khác đen thì coi như là màu nền đó, thì chúng ta sẽ lật nó thành màu đen là màu màu nắc ha, còn lại thì chúng ta thành màu trắng hoa qua. Rồi tôi bỏ cái set color cho vui này, chúng ta gọi cái chức năng negative này, rồi sau đó chúng ta lưu lại phiên bản mới ha, cái hình gốc của chúng ta là ở đây. Rồi tôi chạy lại, chúng ta bị sai cái gì đó à, chúng ta thiếu một dấu đóng ngoặc ở đây, chỗ này cũng thiếu dấu đóng ngoặc. Tôi chạy ha, xong xuôi rồi đó, tôi mở lại cái này. À, thì chúng ta thấy đây là cái âm bản của cái hình này đấy, hai này kích thước như nhau thôi nha, do tôi phóng sửa độ khác nhau. Thì ở đây với cái hình này thì chúng ta cần cái phim âm bản như thế này, thì chúng ta chiếu lên thì ảnh nó lên mà chiếu, chúng ta sẽ có cái đường tròn trắng này ở giữa. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta lấy âm bản của cái này ngược lại thì nó lại trở thành cái bản gốc này. Đấy. Cái chuyện đó là bình thường, chúng ta lật lại thì nó lại trở thành cái hình gốc này. Rồi cái chúng ta còn có thể có nhiều, rất là nhiều cách xử lý khác rất là thú vị ha, giống như là cái chương trình xử lý Photoshop chẳng hạn, thì khác với lại Illustrator đó là làm việc với cái ảnh vector, thì Photoshop nó là một cái phần mềm có thể nói là rất là nổi tiếng ha, và cái phần mềm là lớn nhất hiện nay giúp chúng ta xử lý ảnh bitmap. Ví dụ công việc tôi đã làm này, nó cũng có một cái chức năng trên Photoshop để làm cái chuyện đó. Dĩ nhiên còn nhiều cái chuyện khác chúng ta có thể làm. Tuy nhiên ở đây thì nhiều thứ nó đòi hỏi những cái chuyện khác, cái chuyện xử lý file chúng ta. Ví dụ trở lại cái chuyện tôi muốn làm là làm cho cái bức hình nó sáng lên chẳng hạn, bức hình nó sáng lên. Chúng ta có một cái ảnh nó cũ quá, chụp vào trong hay là chụp trong cái điều kiện trời tối quá thì rửa ra nó sẽ tối, thì chúng ta cần làm cho nó sáng lên, cần cho nó sáng lên, rửa nó ra sáng ha. Thì công việc cũng không có gì ghê hết, chúng ta đọc cái hình ban đầu lên, lấy tất cả các pixel rồi thông tin trong đó và chúng ta duyệt cái pixel trong đó ha, và đối với từng cái giá trị màu thì chúng ta thay nó bằng một cái màu tương tự như vậy nhưng mà sáng hơn, tương tự như vậy nhưng mà sáng hơn vậy thôi, chúng ta lưu nó lại, chúng ta được một cái là thì tôi cũng có thể làm cái chuyện đó ở đây. Tuy nhiên cái vấn đề đó là cái khó chỗ này đó là cho một cái màu thì hỏi cái màu mà tương tự như nó nhưng mà sáng hơn là cái màu nào, hay nói cách khác là cho một cái bộ ba red green blue, bộ ba số nguyên đó, thì chúng ta đi tìm một cái bộ ba số nguyên khác sao cho hai cái bộ ba số nguyên đó cùng biểu diễn cho một cái màu nhưng mà cái sau đó nó sáng hơn một xíu so với cái đầu. Thì ở đây á, một cái cách làm gần đúng, hay là cái cách này mặc dù cái trường này sẽ khác ha, thì có vẻ như chỗ này chúng ta chẳng hạn chúng ta tăng cái màu lên một xíu, tăng cái cường độ bóng đèn lên một xíu, tức là gì, cái màu chúng ta như vậy rồi, vậy thì bây giờ muốn cho nó sáng lên,
Vậy thì tất cả các bóng đèn chúng ta tăng cái cường độ lên. Tôi làm thử cái chuyện đó nha. Chỉ để minh họa cho vui thôi. Dĩ nhiên nó không có đơn giản như vậy. Và cái chuyện đó nằm ở chỗ nào? Công việc này cũng khá giống cái này. Chúng ta làm cho nó sáng cái hình lên, tôi cũng duyệt qua từng cái, tôi lấy màu được không, tôi lấy màu từng cái và tôi sẽ sửa cái màu này rồi tôi mới mới xếp. Lấy cái màu tại dòng đó, tôi làm cho nó sáng lên bằng cách là gì, tôi tăng cường độ của từng cái lên ha. Ví dụ chúng ta tăng lên bao nhiêu đó, chúng ta có một cái tham số delta, độ tăng tăng kích thước à, ví dụ tôi tăng thêm 10 đơn vị nữa đi chẳng hạn, hay là 20 đi, 20 ha, thì từng thành phần chúng ta cộng thêm 20, nhưng mà với điều kiện là nó phải phải không, tức là 255 là tối đa, 255 là tối đa rồi, cho nên chỗ này if cái column breadth mà nó nhỏ hơn 255 mà chúng ta trừ cho delta thì cái color rest của chúng ta cộng bằng delta L thì nó đúng bằng 255. Nó khác là chúng ta mask của hai cái giá trị đó ha. Tự như vậy red green ha, chúng ta có thành phần green. Tôi có thành phần blue. Tôi tăng thêm cường độ của các bóng đèn lên một cái giá trị là 20. Và dĩ nhiên không có tăng quá, nếu đã sáng hết cỡ rồi thì không tăng được nữa thì chúng ta vẫn giữ, nó có cái ngưỡng trên. Chạy thử, nhưng mà dĩ nhiên bây giờ chúng ta sẽ lấy cái ảnh nó hơi tối, là cái ảnh 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 kia ha, bitmap bitmap một của chúng ta, với copy hồi nãy cái ảnh này đây, bạn như nó rất là tối, nó đen thui này, trừ cái thằng kia nó sáng thì chúng ta sẽ làm cho nó sáng lên. Ta là bitmap copy. Để chúng ta lưu lại trong một cái bitmap copy 2 đi ha. Tôi chạy này. Rồi chính xác, thì thằng này bên này á, nó sáng hơn cái màu này chúng ta, nó không có còn đen thui này nữa, nó trắng lên một xíu đó ha, là chúng ta không thấy thôi. Rồi, ví dụ tôi làm trên cái file này thử, cái file bitmap 2 này nè nha, tôi làm trên cái file bitmap 2 đó. Và tôi tạo ra cái bài bitmap copy hai luôn đi, và chúng ta tăng luôn cái delta này lên một xíu nữa ha. Hồi nãy có vẻ cái tức là cái liều lượng tăng sáng của chúng ta nó không có nhiều lắm, tôi tăng lên thành 30, 30 đi nha. Rồi tôi chạy.
Đây chúng ta sợ ha, thì cái trên nó đậm hơn, chính xác thì chúng ta có vẻ như làm cho nó nhạt đi chứ cũng không sáng lên lắm. Ở đây dưới nè, ở trên nè à. Tôi tăng thêm cái cường độ lên một xíu nữa để cho nó rõ ràng hơn. 50 đi. Đây ha, cái trên là cái làm sáng của cái dưới. Thì ở đây có vẻ như là chúng ta không làm cho nó sáng lên nhiều lắm, mà là chúng ta làm cho nó mờ đi ha, làm cho nó mờ đi. Vậy thì cái kết quả chúng ta không có như ý, lý do là do chúng ta làm chưa có đúng cái chuyện là biến đổi hay là đi tìm một cái màu sáng hơn của một cái màu khác. À, các bạn chúng ta tìm ra một cái màu nó sáng mà nó nhạt hơn hay sao đó. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện chuyện khác ha, mọi người có thể tra cứu thêm ở đâu đó về những cái vấn đề như vậy. Ví dụ chúng ta có thể dùng một cái chuyển đổi cái không gian màu ha, cái không gian màu này nó không có phù hợp thì vân vân, những cái chuyện này nó chúng ta có thể tra cứu thêm. Còn lại cái việc xử lý thì cơ bản nó vậy thôi. Thì ở đây không chỉ là cái file bitmap này mà những cái dạng thức file khác, ví dụ những cái file hình ảnh dạng khác hay thậm chí file âm thanh hay là những cái dạng thức file nhị phân khác thì chúng ta cũng có thể xử lý tương tự ha, tương tự nó cũng có vài cái giống như vậy. Và dĩ nhiên là chúng ta phải có cái này bên cạnh, không thể thiếu được, đó là cái đặc tả của cái định dạng đó. Và chúng ta cũng theo cái cách như vậy chúng ta làm việc.